Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì em lại lên video để giới thiệu các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Nay thì các số hotline của bên em đây. Nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cả máy ghế, cái nồi cơm sáp cho nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 500.000 tròn các nhá, 500.000 tròn. Đấy. Mở này, đấy, mở ra thì các bác chỉ cần nhấn cái nút này là mở này. Đấy, nhấn nút này là mở nhá. Và đây thì các bác sẽ có cho em là một cái khay đỡ này. Đấy, một cái khay như này, kèm theo cho bác là môi thìa này, rồi cáp này. Đấy. Rồi phiếu bảo hành cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Mâm thì cực kỳ là dày luôn. Đấy. Con này mâm của nó rất là dày nhá. Mâm dày này các bác. Nghe nó kêu như chuông đúng không nhá? Nghe kêu như chuông luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác. Đấy, mâm dày. Mâm bằng nhôm pha gang nhá, giữ nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi niêu như này, nồi niêu nhá. Đấy. Nó vòm kiểu hình niêu như này và mâm của nó mâm nhiệt cũng rất là dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt và nấu cơm ngon. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 500.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là 1,8 lít nhá. Đấy. Nhà gia đình 3 4 người ăn, 5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, dung tích của là nó là 1,8 lít này. Hàng thương hiệu nồi cơm sáp của Nhật nhá, nồi cơm sáp của Nhật cực kỳ chất lượng cho anh em luôn. Đó, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho anh em. Đó, dung tích của nó là 1,8 lít. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm sáp nhá. Giá thì sẽ là 500k. Đó, nồi cơm sáp 500k nhá. 500k tròn cái nồi cơm sáp như này các bạn. Đấy, đây. Của nó thì nó sẽ là dòng 1,8 lít, công suất là 900W và sử dụng điện 220V nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 900W thôi nhá. 900W này. Dung tích 1,8 lít và điện 220V 50Hz. Đấy, kích thước của nó là 35 x 292 x 260 này, dài rộng cao 900W nhá. Nấu cơm cực kỳ là nhanh luôn, cực kỳ là nhanh và ngon luôn. Dung tích 1,8 lít, từ 3 đến 5 người ăn thoải mái các nhá. Từ 3 đến 5 người ăn thoải mái. Giá thì các bác lên cho là nồi cơm sáp, giá sẽ là 500.000 và bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái ví hồng này các bác này. Đấy, cầm anh cả cái ví xanh này. Mã ví hồng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ ví với ba cái bấm móng tay này, rồi các cái phần để nặn mụn này, rồi lấy da chết, rồi nhíp chỗ lông các thứ, rồi nói chung là vệ sinh rất là tiện ích cho các bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k thôi. Nguyên bấm là có ba cái bấm móng rất đẹp này, một cái để các bác bấm vào những khóe tay khóe chân này. Đấy, rồi kìm kéo các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Thì con này các bác lên cho em là ví hồng nhá. Đấy, ví hồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái ví hồng như này, giá của nó sẽ là 60.000 nha. 60.000 cho một em ví hồng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là ví hồng nha. Đấy. Ví hồng này. Giá sẽ là 60k cho cái ví hồng như này, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh nhá. Đấy, ví xanh như này. Một con ví xanh này thì con này là 100.000. Con này thì hàng nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác, cao cấp hơn rất là nhiều. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, có một cái bấm dành cho trẻ em này, ba cái bấm to và một cái bấm khóe này. Đấy, một cái bộ nạo gót chân này, rồi nặn mụn, rồi kéo cắt tỉa lông mũi đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho bác như này, mài móng tay móng chân. Đấy, màu này thì nó sẽ là màu xanh rất là đẹp luôn. Đầy đủ các combo chi tiết như này. Và giá thì sẽ là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một em ví xanh như này. 100.000 cho một em ví xanh như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ví xanh này. Ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. 100k cho ví xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đó là cái thùng đựng gạo này. Đấy. Con này thì hàng của thương hiệu Hokori, hàng liên doanh Việt Nhật nhá, liên doanh Việt Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Con này thì đựng của nó sẽ là đựng được một yến gạo nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo. Thì nói chung là nó cũng rất là tiện cho các bác khi mà mình sử dụng, thì bây giờ gạo các bác cũng không ăn nhiều thì mỗi lần mình đong hoặc là mình sát thì nó cũng vừa đủ thôi, khoảng một yến thôi. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái âu như này, kèm cho các bác cái âu này là có thể vo gạo được luôn nha, có thể vo gạo được luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cái phần rót này, thì các bác rót nước nó chắt ở đây và nó sẽ đọng gạo lại này. Mình cho gạo vào đây mình bóp này, bóp xong đó thì mình đổ gạo vào xoong là xong. Đấy, và có cái phần chắt như này thì nước nó không lọt lại này, gạo nó không ra mất này. Và con này khi các bác cho gạo vào đây nhá thì mình bóp như này nó mới nhả gạo xuống này. Bóp này là nó sẽ nhả gạo xuống dưới này. Thì bao giờ các bác ăn gạo thì bao giờ mình cũng phải ăn cái gạo cũ trước nhá. Ăn gạo cũ trước thì cái gạo mới mình đổ lên chốc và gạo cũ nó ở dưới đít thì bao giờ nó cũng lấy từ dưới đít lấy ra thì bao giờ còn mình cũng lấy hết được cái gạo cũ trước nhá.
Và bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng đựng gạo 10 cân, kèm thêm cho các bác là một cái âu như này. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là thùng gạo nhé. Thùng gạo giá sẽ là 180k trong cái thùng gạo như này, 180.000, siêu tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu bơm, đó là cái mẫu bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng bơm 1 xi lanh, giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100 cành cho con bơm 1 xi lanh như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Đấy, đây các cái đầu bơm của nó đây các bác này, bơm phao, bơm bóng, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Con này thì giá sẽ là 100k nhá. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000, có đồng hồ đo báo luôn. Và dây của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là dây dù nhá. Đấy, dây cao su bọc dù. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bơm 2 ti. Con 2 ti này thì dung tích của nó sẽ là 2 xi lanh và bơm được khoảng 10 cân nhá, khoảng 10 cân. Con này thì các bác có thể bơm ô tô thoải mái. Hàng thì của thương hiệu Santalay Made in Japan. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, các bác chỉ cần đẩy này là bơm nó ra này. 2 xi lanh dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có đầu bơm phao, bơm bóng rồi kết nối nhá. Cao su của nó thì siêu mềm luôn và rất là dai nhá, siêu mềm dai luôn. Gấp ra gấp vào thoải mái, xoắn xít thoải mái luôn. Hai xi lanh đều đạp chân, hai con đều đạp chân hết nhá. Đấy, con một xi lanh này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000. Còn con hai xi lanh này thì của giá của nó sẽ là 200 mấy nhỉ? 250.000 nhá, 250.000, và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2 ti nhá. Bơm 2 ti này. Hỏi lại cho anh em bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là bơm 2 ti 230k và bao ship đến tận nhà nhá. 230.000. Bao ship tận nhà. 60 cân chiều về chở được nhá. Hai xi lanh bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi như này của nó thì ném cho anh hai cái bình nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi như này. Đấy, con này rất là thơm luôn. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy. Thì một túi là 10 viên. Thì các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu, một túi này là 10 viên và giá sẽ là 15k nhá, 15k. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy. Sạch, thứ hai là thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Sạch, thơm, diệt khuẩn, giá chỉ có 15.000 cho một túi thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xanh đây. Bình xanh. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá, hàng của quân đội. Và hàng bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Đấy, bằng nhôm thì các bác dùng để đựng nước uống là cực kỳ là an toàn luôn. Đấy, bằng nhôm thì các bác biết rồi, dùng đựng nước uống cực kỳ an toàn. Nắp có lẫy xoáy và có gen bảo vệ như này, rất là tiện ích này. Đấy. Con này thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh. Đây là bằng nhôm này, này. Có những con khi vận chuyển thì nó bị trượt như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, cái này thì hàng nó vận chuyển thì nó sẽ gọi là hàng thanh lý, thì nó hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy thì còn nó sẽ có hai dòng, 1 lít và 2 lít nhá, 2 lít nhá. Có quai đeo như này các bác này, mang đi học, đi làm, đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi công tác, hoặc là các bác đi ra ngoài đồng ngoài áng thì dùng con này rất là tiện, vứt bờ vứt bụi đều được. Đấy, nó sạch sẽ và nó có quai đeo luôn. Đấy, lên cho em là bình xanh nhá, bình xanh. Con 1 lít thì sẽ là 70k, 1 lít là 70k và con 2 lít thì sẽ là 90k nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. 7 lít, 1 lít là 70.000 và 2 lít là 90.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho anh em các bác là 30 lưỡi. Thấp nhất là sẽ có 30 lưỡi, còn có những lô về thì nó sẽ cho các bác là 36 lưỡi thì em cứ nói nước đôi như vậy để tránh khi các bác nhận được hàng mà 30 thì các bác lại bảo là quảng cáo không đúng. Còn khi các bác nhận được hàng thì nó có thể là lô 30 và lô 36 nhá. Đấy. Thì đây sẽ kèm cho các bác là 30 lưỡi này, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái lọ kem. Đấy. 30 cái lưỡi, một bàn cạo, một lọ kem như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Lưỡi của nó là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi kép, hai lưỡi siêu bén cho các bác luôn. Đấy, mua một bộ này dùng cả năm kia. Mua một bộ này dùng cả năm. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi. Đấy. 30 lưỡi và một cái lọ kem, kèm thêm một lọ bàn cạo. Một cái bàn cạo nữa. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem này. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60k nhá, 60.000, giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác. Nay thì shop tiếp tục về cho bác cái mẫu giấy ăn các bác nhá. Đó thì cái này thì bên shop sẽ bán theo bịch nhá. Đấy. Bán lẻ thì nó sẽ là 20.000 một bịch như này. Đấy, 20.000 cho 10.000 cho một bịch như này các bác nhá. Đấy. 10k trên một gói nhá, 10k trên một gói.
Mua lẻ thì là 10.000 trên một gói, và bên em là bán từ 3 gói trở lên nhưng không bán lẻ nhá. Bán thấp nhất là 3 gói trở lên. Đấy, bán thấp nhất là 3 gói trở lên, 10.000 một gói. Còn các bác mua là 10 gói thì sẽ là 80k nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng là 20 gói. 20 gói thì giá của nó sẽ là 140k nhá. Đấy, tức là mua một thùng 20 gói thì tính ra chỉ vào có 7.000 một gói thôi. Còn mua lẻ là 10.000. Đấy, 10.000 là bán từ 3 gói trở lên. Còn mua 10 gói thì sẽ là 80.000. Đấy. Mua lẻ thì tính ra là vào 7.000, còn mua 10 gói thì là vào 8.000, còn mua lẻ thì sẽ là 10.000 nhá. Đấy, đây. Giấy của nó thì siêu dài lên các bạn này. Đấy, giấy rất là dài luôn các bác thấy không? Giật bình bịch như này mà không việc gì là các bác biết rồi. Dùng nó rất là thích nhá. Đấy, siêu dài, dùng rất là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy các bác thấy không? Nó một gói này của nó là 460 tờ các bác này, 460 tờ. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. 10k trên một gói này, 10 gói là 80.000 và 20 gói là 140 nhá. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là giấy ăn nhá, đưa cho anh cái chảo này. Đấy, hàng siêu dai cho bác luôn, giật bành bạch không việc gì luôn các bác này. Đấy, rất là dai nhá. Đó. Tiếp theo thì cái này bao nhiêu? Các bác lên cho em là chảo tổ ong nhá, chảo tổ ong. Con này đường kính là 28cm và hàng chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Hàng chảo tổ ong chống dính rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong này. Đó. Chảo tổ ong. Giá sẽ là 140k cho cái mã chảo tổ ong như này. 140.000 một chiếc nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu được hết nhá. Chiên rán xào nấu đun bếp từ thoải mái luôn. Đun bếp từ thoải mái luôn. Hàng bằng inox và tráng chống dính rất là tốt nhá. Than tổ ong tráng chống dính rất là tốt luôn. 140.000 cho một con chảo như này. Lên mã giúp cho em là chảo tổ ong nhá. Giá sẽ là 140.000. Rồi ok. Hả? Chiều nay đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship qua nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chủ đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc cho khách hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên các bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô dây thắt lưng nhá. Đấy, thắt lưng hàng của Mỹ này. Hàng này về thì lô này về đầu rất là đẹp luôn các bạn. Đầu rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, mặt của nó cũng rất là đẹp luôn. Mặt của nó là rất là đẹp. Mặt thì mặt đúc liền rất đẹp luôn. Giá thì sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi quá nhá. Hàng của Mỹ thì chấm hết rồi. Đây. Made in USA quá này, Made in USA. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Hàng về thì nó sẽ là hàng da bò thật 100%. Các bác lấy máy lửa đốt thoải mái cho em. Đây, Made in USA nhá, hàng của Mỹ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con thắt lưng Mỹ như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ 180.000. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng lẫy con lăn, chiều dài từ 1m1 đến 1m3. Đấy, hàng về theo lô và là hàng da miếng tự nhiên, cho nên là nó chiều dài của nó sẽ là tùy theo nhá. Đấy. Nhưng mà thấp nhất của nó cũng là 1m1 đến 1m3. Mặt của nó thì mặt tráng gương cực kỳ là đẹp như này. Mặt tráng gương mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, mặt rất đẹp quá nhá. Cực kỳ nổi luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đó, 180.000 cho một con thắt lưng như này. Chất liệu của nó 100% da bò tự nhiên. Đây. Đấy, em đang so sánh hai cái như này đã không bằng nhau rồi các bác nhá. Đấy, nó không bằng nhau rồi các bác này. Đó, thì tức là hàng da thật 100% luôn. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá. Thắt lưng da bò này, thắt lưng da bò Mỹ này. Da bò Mỹ, giá sẽ là 180k một em nhá. 190.000 quá nhá. Đấy, xin lỗi các bác. 190.000 một em thắt lưng da bò Mỹ này. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví da bò nha, ví da bò. Đấy. Con này cũng là 100% da bò tự nhiên. Hàng làm cực kỳ là kỹ cho các bác luôn, cực kỳ là kỹ, dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Đây. Có tem mác các thứ đầy đủ nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Hàng made in USA này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. 120.000 cho một con ví da bò như này. Cũng có cho anh em các bác là hai màu. Một màu đen và một màu nâu nhé. Đấy, có hai màu, màu đen, màu nâu cho các bác lựa chọn đây. Đấy, màu đen, màu nâu như này. Chất liệu 100% da bò tự nhiên. Hàng cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp không nhé. Đấy, có cả thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng đây. Thẻ bảo hành các thứ đàng hoàng. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn các bác nhé. Đấy, giá rất tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ví da bò nhé. Ví da bò sẽ là 120k. 120.000 cái ví da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng như này. Con này thì hàng này là dòng ổ đúc của Nhật nhá. Ổ đúc của Nhật.
Dòng này của nó cũng là dòng chống va đập này, chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Các bác dùng thì cực kỳ yên tâm nhá. Con này thì giá chỉ có 45k thôi. Lên cho em là ổ điện vàng nhá, cầm cho anh cả cái ổ B1 đây. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái ổ điện vàng như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có một cái ổ vàng như này thì bên shop lên tên nó sẽ là ổ điện B1 nhá. Đấy, ổ B1 này. Con ổ B1 này thì giá của nó sẽ là 65.000 nhá. Các bác lên cho em là ổ B1 nhá. Ổ B1 giá sẽ là 65k. Đấy, các bác lưu ý cho em tránh nhầm lẫn nhá. Nó hai con đều màu vàng cả thì con này em lên là ổ điện vàng. Đấy, 5 chân như này và con này chỉ có 45.000 thôi. Còn con này thì nó sẽ là 65.000 cho một con như này. Đấy, con này chỉ có 3 chân có đèn báo, về nhà các bác xoáy cái này ra cho em sau đó để mình kết nối vào. Hai con này thì đều là dòng của Nhật chống va đập rất là tốt luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác luôn. Đó, đập phá thoải mái như này. Sản phẩm này thì sẽ bao gồm cho các bác là chống va đập cực kỳ tốt và con này thì 3 chân và con này thì 5 chân. Giá thì đều là rất hợp lý rồi. B1 này sẽ là 65.000, con này là ổ điện vàng 45.000. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm đó là cái con đèn sông tinh dầu muỗi nhá. Đấy, bộ này sản phẩm về thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là hit hot cho các bác luôn. Đây, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì con này đang gửi tới các bác cái giá đó là cái này bao nhiêu nhỉ? Cái này 120.000 nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn sông như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp cái đèn này vào điện 220 cho em. Công tắc đây, tắt bật lên này. Và các bác xoáy cho em cái lọ tinh dầu này vào này. Đấy, một lọ này, một các bác mua cho em là một hộp này là mình về mình dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, an toàn cho bà mẹ và trẻ em cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá sẽ là 120.000 nhá. Mà các bác có tới 4 lọ sông tinh dầu cho em luôn. 4 lọ sông tinh dầu. Đấy, lên cho em là đèn sông tinh dầu muỗi nhá, sông tinh dầu muỗi này. Đấy, sông tinh dầu muỗi. Sông tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái sông tinh dầu muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái cây sâm thịt như này. Thì các bác dùng để mình sâm thịt này. Đấy, rồi chiên đồ nướng các thứ rất là ok nhá. Đấy, chiên đồ nướng thì các bác sâm và sau đó tẩm gia vị cho em. Đây, nó sẽ là các cái đầu kim như này bằng inox thì dùng nó rất là tiện ích. Và giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho cái cây sâm thịt như này thôi nhá. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là cây sâm thịt, giá sẽ là 25k cho một cái cây sâm thịt như này. Đấy, lên cho em là cây sâm thịt, giá sẽ là 25.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cân và một đôi pin như này. Lô này về thì sẽ có pin và các bác lắp pin vào cho em là mình cân thôi. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy thì các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5. Đấy, con này có chức năng trừ bì luôn. Cân 5, giá sẽ là 50k, rất tiện ích cho các bác luôn. Chuyên dùng trong nhà bếp nhá. Các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là mình sử dụng thôi. Có chức năng trừ bì và cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản này. Đấy, bên em thì lô này về nó có sẵn pin rồi. Đấy. Có sẵn pin rồi, về nhà các bác tháo ra cho em này. Đấy, lắp pin thì lắp đúng đầu giúp cho em. Pin ưu tiên là lắp đúng đầu nhá. Lắp đúng đầu thì mới sử dụng được này. Đấy, lắp pin đúng đầu, sau đó thì các bác đấy, nguồn nó sẽ lên luôn và các bác muốn trừ bì thì đây, ví dụ em cân cái điện thoại này, nó sẽ là 210 mấy gram đấy. Đấy, 216 gram này. Các bác nhấn nút nguồn như này thì nó lại về không và các bác muốn cân tiếp thì các bác đặt lên này nó sẽ cân tiếp này, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, không có gì là phức tạp cả. Giá thì chỉ có 50 cành cho một cái con cân như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, dung tích là 2 lít, con này thì 2 lít cả vỏ. Và con này thì các bác chỉ dùng để mình đựng nước lọc, nước uống thôi, chứ nó không giữ nhiệt được, cho nên là các bác không dùng để giữ nhiệt đâu nhá. Giá thì đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 80k cho một cái bình 2 lít như này các bác này, bình 2 lít như này. Và bên shop gọi nó luôn là bình 20 nhá, bình 20. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bình 20. Con này giá của nó sẽ là các bác lên cho là bình 20 giá sẽ là 80.000 nhá. Bình 20 này. Bình 20 giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá. 80k trong con bình 20 như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ đây. Đây nó sẽ là một cái lọ để cái hũ để các bác đựng muối mắm mì chính này. Đấy. Thì các bác lên cho là hũ gia vị. Một hũ như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 nhá. Có kèm một cái thìa như này. Kèm cái thìa này thì về nhà các bác chỉ cần lắp cái thìa này vào để mình xúc này. Gia vị này hàng bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn an toàn. Đấy, sử dụng thực phẩm thì cực kỳ an toàn luôn các bác. Dùng thủy tinh cho em là an toàn nhất nhá. Đấy, đừng nên dùng nhựa, nhựa thì nó sẽ có rất nhiều hạt nhựa nhỏ nhá. 15k trong cái lọ thủy tinh như này. Và tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo nhá. À xin lỗi các bác là đó là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, cả đuôi cả
cả đuôi cả phích cắm như này cho em luôn. Đó, rất là tiện. Con này thì các bác lắp trực tiếp vào cái nguồn điện nhà mình, sau đó thì xoáy bóng đèn vào. Bóng đèn cho em là từ khoảng đây. Đấy. Các bác này. Và khoảng cách của nó thì từ 2 đến 6 mét thì có người đi đến thì nó sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt nhá. Và cảm biến cả ngày cả đêm luôn. Đấy, lên cho em là đuôi cảm ứng, giá sẽ là 60k cái đuôi cảm ứng như này nhá. 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đây các bạn này. Tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến như cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để trông trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nha, nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Rồi ok các bác nhá, thị trấn Vôi Lạng Giang Bắc Giang, rồi ok bác nhá. Dạ. Hello các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác, rất đơn giản mà thôi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đây, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi, rất là đơn giản mà thôi các bác nhá. Đó, thì các bác cũng xem và cân nhắc trước khi mua hàng các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái mã rất là xịn sò luôn, bao gồm cho bác là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái xìa và 6 đôi đũa nhá. Đấy, 6 xìa 6 đôi đũa luôn. Đấy, hàng inox 304 nhá. Hàng su 304 bao gồm cho bác là 6 xìa và 6 đũa như này. Đấy, combo cho bác 6 xìa 6 đũa. Và giá thì hôm nay bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đấy, su 304 các bác này, su 304. Hàng bền bỉ chắc chắn, đẹp. Các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn phở, ăn cháo này, hoặc dùng cho trẻ em rất là ok nhá. Đấy, xìa cũng đẹp, dây dẫn chắc chắn và đũa thì cũng rất là đẹp luôn. Đấy, combo cho các bác một cái hộp như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là set đũa thìa nhá, set đũa thìa. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên cho em là set đũa thìa này. Set đũa thìa nhá. Đũa thìa. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái hộp như này. Đấy, 80k cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 6 đôi đũa. 6 đôi đũa và 6 cái thìa như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đây nó sẽ là một con giá đỡ như này. Và khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là gọn như này. Gọn trong hộp này, sau đó thì về nhà các bác các bác về nhà các bác lắp vào cho em. Đấy, lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái bộ giá đỡ điện thoại như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Lắp vào thì rất là đơn giản thôi. Đây, em sẽ lắp điện thoại thử cho bác xem này. Thì các bác có thể để theo kiểu là để dọc, để ngang đều được cả nhá. Đấy, đây là em để theo kiểu dọc này. Đấy, hoặc các bác có thể xoay ngang như này cũng được nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, rất là ok, ngon lành. Thì các bác có thể xem Facebook rồi lướt TikTok các thứ đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá sẽ là 30.000. 30.000 cái giá đỡ điện thoại này coi nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp này rồi. Về nhà thì các bác lắp đặt và giúp cho em là xong rồi, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt RP7 nhá. Xịt RP7 như này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai nhá. Dòng này của nó thì nó sẽ là xịt RP7 này. Đấy, chai lớn tặng thêm 50g nữa này. Đấy, thì con chai này của nó là dung tích là 350g này. Hàng này của nó thì sẽ là hàng của Australia các nhá, Australia. Đấy. Thì nó sẽ có các cái công dụng là khởi động lại động cơ bị ẩm ướt này, nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, ngưng tiếng kêu phát ra từ cánh cửa, cánh tủ các thứ linh tinh này, rồi bảo vệ chống kim loại bị rỉ sét ăn mòn, rất là tiện ích cho các bác luôn. Hàng thì của Australia các bác này. Đây, Australia các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. Các bác lên cho em là xịt RP7 này. Đó. Xịt RP7 giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một chai xịt RP7 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác này. Đấy, lắp hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, thì cái này các bác có thể dùng để mình pha cà phê này, pha ngũ cốc này, rồi pha các cái loại hạt, pha trà các thứ. Đấy, thì cần phải nguấy thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, su 304 nhá. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Thì nó sẽ tự nguấy cho các bác, các bác không cần phải dùng thìa nữa, nó mất công. Đó. Lên cho em là cốc tự khuấy nhá, cốc tự khuấy. Đấy, cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy giá sẽ là
90k nhé, 90k cho cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái máy đo huyết áp nhé, máy đo huyết áp. Đấy, con này thì chức năng là vừa đo huyết áp, đo nhịp tim, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, thì về nhà các bác chỉ cần lắp pin, lắp cái pin con thỏ nhỏ vào đây thôi. Đấy, các bác lắp cho em là 4 viên pin con thỏ nhỏ vào đây là xong. Đây, nó sử dụng 4 viên pin con thỏ lại nhỏ nhất đấy, các bác lắp vào cho em là xong. Đấy, thì con này thì chức năng của nó là đo nhịp tim, đo huyết áp. Đấy, thì bác nào hay bị nhịp tim, huyết áp các thứ thì các bác sử dụng con này cho em. Con này bây giờ nếu mà các bác có tí tuổi là nên mua để mình sử dụng nhá. Đấy, bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng người ta mua phải bán cho các bác là 350k cơ, nhưng mà riêng bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 260k nhá, và còn bao ship luôn, 260.000 và bao ship cho các bác. Lên cho em là máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá, máy đo huyết áp, đo nhịp tim đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chảo như này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình chiên các loại thực phẩm như là mình chiên gà này, đấy, rồi chiên cá này, rán nem, rán niếc đều ok hết nhá. Đấy, nó có tráng đá chống dính như này và chiên ngập dầu cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho dầu vào đây, mình chiên rán xào nấu đều ok hết nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này, hàng nội địa của Nhật. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm như này. Đấy, và hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, toàn chữ Nhật hết này. Lên mã giúp cho em đó là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá nó sẽ là 100.000. Đó, hàng nội địa của Nhật. 100k cái chảo ngập dầu như này rất là tiện ích các bác nhá. Có thêm cho các bác một cái lưới như này thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện đấy các bạn. Đấy, có thêm cái lưới như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết này, bao gồm cho các bác là một tay công, một đầu khẩu và 10 đầu khẩu như này. 2 này, 4 này, 6 8 10, 10 đầu khẩu, một tay công, một tay nối dài nhá. Đấy. Cái bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100. Cái khẩu 12 này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khẩu 12 nhá. Đấy, khẩu 12. Giá sẽ là 160k nhá. 160.000 thì cái bộ khẩu 12 như này. Đấy, một tay công, một tay nối dài. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con hút thổi bụi bằng điện nhá, hút thổi bụi bằng điện. Con này thì nó sẽ là dòng siêu khỏe luôn. Đấy, có chức năng vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, vừa hút vừa thổi được luôn. Đấy, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 vào cho em. Đấy là mình sử dụng thôi. Giá sẽ là 270.000. Đấy, có cả một đầu hút, một đầu thổi nhá. Đây, em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn này. Đó, cho các bác xem nó trực quan luôn. Sử dụng điện 220V, máy chạy cực khỏe luôn. Đây con này. Đó, thấy không? Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Thổi này. Trực tiếp luôn nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đó, bụi bẩn các bác thổi phát đi hết luôn này. Đấy, thấy chưa? Đó. Đây. Bụi bẩn mang nhện mà nhiếc thổi phát đi hết luôn. Đó, đây. Đấy, thấy chưa? Đó. Rất sạch sẽ nhá. Đó, rất sạch sẽ luôn. Đấy. Con này thì công suất của nó rất là lớn luôn, thổi cực kỳ là mạnh nhá. Ngoài chức năng thổi thì nó còn có chức năng hút nữa. Đấy. Nếu các bác muốn hút thì các bác đảo cái chiều ống sang bên hông này cho em này. Đấy, xoáy cái ống này ra. Đảo sang đây thì nó sẽ là bên hút này. Đấy, hút này. Đấy, bật điện lên là nó sẽ hút thôi. Đó. Thì các bác lên cho em là hút thổi bụi nhá. Hút thổi bụi điện. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho cái mã hút thổi bụi điện thế này. Và bên em đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng các bác cắm trực tiếp điện 220 test thử cho em. Ok thì thanh toán thôi nhá. Con này thì công suất của nó cực kỳ lớn luôn. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện nhá. Thổi bụi. Đấy, điện giá sẽ là 270.000 nhá. 270k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Kem đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì hàng chuyên làm trắng răng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng của nó lên tới 93% luôn. Đấy, 93% tỷ lệ làm trắng răng nhá. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Hàng made in Korea con này, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc hẳn hoi cho các bác luôn nhá. Đó, chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Hàng này của nó thì nó sẽ thị phần bán của nó là số 1 trên thế giới luôn. Đấy, dòng này của nó là siêu làm trắng răng luôn, made in Korea. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá, 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc 40.000, dung tích của nó là 120g nhá, 120g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Đấy, lô này về thì nó lại có cả xìa. Đấy, lô trước thì không có xìa nhá. Đấy thì nó hàng về tùy theo lô thì các bác cũng thông cảm thôi. Đấy, sẽ có một thìa, một đũa như này. Có lô không có nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ không có kèm. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là hai ngăn này. Mỗi ngăn này thì sẽ có cho các bác là hai cái âu này, mỗi cái âu này là nửa lít nhá. Tổng thì các bác sẽ có cho em là 2 lít nhá. Đấy. Có dây cáp điện các thứ đàng hoàng nhá, dây cáp điện các thứ đây. Đấy, và đây nó sẽ là một cái mâm như này. Một cái mâm như này thì các bác đun nó nóng rất là nhanh và các bác có thể dùng để nấu cơm, nước đều ok hết nhá. Đấy, công tắc của nó đây. Đấy, công tắc ở đây.
Con này thì giá chỉ có 180 cành thôi, 180 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hấp đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín thì các bác đưa vào đây hấp đi em. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, từ cái âu yếc của nó này, rất chất lượng luôn, nắp của nó thì rất là khít nhá. Đấy, các bác dùng để đựng cơm, đựng canh, thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, những cái âu này của nó là hàng nội địa của Nhật này. Đẹp sáng bóng luôn. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Cái mã tiếp theo là cặp lồng điện nhá. Mình dùng để mình đun nấu cơm này. Đấy, rồi là đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok. Đấy, hấp đồ ăn cái thứ nhá. Lên cho em là cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện này. Cặp lồng điện giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cái cặp lồng điện như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Thì bên shop về số lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Có dòng là 5m, 7m rưỡi và 10 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. Đấy, có 3 dòng cho các bác luôn. Hàng này sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan này. Đó, 7m rưỡi này. Rút ra nó tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn. Thả nó vào này. Đấy, rất tiện nhá. Đó. Đây, có dòng là 5m này. Đây 5m đây. Đấy. Thì 5m sẽ là 40.000, 7m rưỡi là 50.000 và 10m thì sẽ là 10m thì sẽ là 60.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm thôi nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái mẫu bình tông con này. Đấy, bình tông đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nga này. Đấy, CCCP. Đó, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nga và chuyên phục vụ cho quân đội. Có một cái bao da như này, các bác dùng thì mình có thể dùng để mình đeo hoặc sách rất là tiện nhá. Đeo hoặc sách mang theo bên người thì mình có thể dùng để mình mang nước lọc này, nước uống này, rượu bia này, rồi là các cái đồ nước mình đựng vào đây. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn, và cái giá thì khá là hợp lý cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá. Bình tông giá sẽ là, lên cho em là bình tông này. Đó, bình tông giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k thì cái mã bình tông này, 130.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái một cái bình mẫu mới này. Đấy, cái bình mẫu mới như này về các bác này. Đấy. Bình này thì cũng là một cái bình đựng nước rất là tiện luôn. Các bác ngoài đựng nước thì mình có thể đựng rượu bia này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội các bác này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ là ngon nhá. Đây, nắp xoáy nắp xiếc của nó này, có hết chống mất nắp nhá, chống mất nắp, ren giếc các thứ cực kỳ ngon lành luôn. Đấy. Và có một cái dây dù đeo như này các bác này, có cái dây dù đeo như này. Thì các bác có thể mang nước đi học này, đi làm, đi công trình này. Đấy, rất là tiện nhá. Đấy, chuyên để đựng nước lọc để uống các bác nhá. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Con này thì bằng nhôm này, mà nhôm thì các bác biết rồi, dùng nó rất là bền đẹp chắc chắn nhá, không lo bị móp méo này. Hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác này. Dòng này thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, mẫu 1 lít và mẫu 2 lít như này. Đấy, thì các bác lên cho em là bình xanh nhá, nó màu xanh quân đội như này. Đó, màu xanh quân đội như này thì các bác lên cho em là bình xanh. Con 1 lít này thì sẽ là 70.000 và con 2 lít này là 90.000. Giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá rất rẻ và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bình xanh này. Đó, bình xanh. Một dòng thì 1 lít thì sẽ là 70k nhá, 70k. Đó, còn con 2 lít thì sẽ là 90k. Đấy, 2 lít sẽ là 90.000. Đây, bình xanh nhá. Con này 1 lít này, 1 lít giá sẽ là 70k cho con bình 1 lít như này nhá. 70.000 cho một con bình 1 lít như này thôi. Đấy. Còn con này thì 2 lít sẽ là 90k nhá. 90k cho một em 2 lít như này. 90k các bác nhá. Đấy, thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ép tỏi của Đức này. Đấy, ép tỏi của Đức. Hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy, Winling hay hình người đây của Đức. Con này thì chuyên dùng để các bác dùng để ép tỏi này, ép hành này, gừng này, rồi các cái loại gia vị dùng rất là ngon luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 100k nhá. Các bác lên cho em là ép tỏi này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Rất tiện lợi cho các bác luôn. Ở đây thì các cái đầu này của nó thì nó sẽ là rất là dày và nhiều đầu, như là khi các bác ấn vào bát là nó đẩy lồi hết này luôn, thì là cái tỏi hành của các bác nó sẽ rất là nát và nó sẽ chiết ra được nhiều nước, thì các bác dùng thì nó rất là thơm nhá. Đấy, lên trên là ép tỏi giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khò ga đại nhá, khò ga đại. Con này thì giá chỉ có 120.000 cho con khò ga đại như này thôi. Hàng thì của thương hiệu Kabushi nhá, hàng thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120k cho một con khò ga đại như này. Đấy. Đầu của nó thì là bằng đồng hết này. Đầu bằng đồng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Và là đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động như này. Đầu bằng đồng, giữ nhiệt tốt, đánh lửa tự động. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho một con khò ga
kho ga đại như này, có lên cho em là kho ga đại 120.000 nhá, kho ga đại 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sơn xịt chống thấm nhá. Đấy các bác lên cho em là xịt chống thấm. Con này thì chuyên dùng để các bác đưa vào các cái vị trí như là bị nứt này, bị thấm rột này. Đấy, phủ lên các cái bề mặt rất là tốt luôn. Giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Lên cho em là xịt chống thấm này, xịt chống thấm. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50.000 cho một xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các bác này. 15. Đây là bình xịt chống thấm rột nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con bình xịt chống thấm này thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mẫu bóng đèn nhá. Đấy thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini này. Đấy. Con này sẽ là dòng 4 cánh mini như này. Công suất của nó sẽ là 28W nhá, 28W các bác này. Đấy, 4 cánh mini 28W, con này thì siêu sáng luôn. Rất sáng các bác nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, 40.000 cho một con bóng như này thôi các bác này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy. Sáng chói chang luôn và nó ưu điểm của nó là nhỏ gọn nhá. Các bác có thể dùng rất là tiện, mang đi mang về rồi bây giờ bình thường các bác mua một quả bóng LED bình thường nếu mà hàng mà được sáng như này và chất lượng như này thôi giá đã phải là 570.000 nhá. Đấy. Vậy một quả bóng 4 cánh đẹp như này. Đấy có thể gấp gọn mang đi công trình này. Đấy rất là gọn gàng luôn nhá, rất gọn gàng luôn. Các bác có thể dùng rất là đa di năng nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, 4 cánh mini. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, bóng đèn 4 cánh mini, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, 4 cánh này. Đấy, 4 cánh mini, giá sẽ là 40k cho một chiếc nhá, 40k cho cái bóng đèn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 5 cánh nhá. Đây, đèn 5 cánh này. Con này thì siêu sáng luôn. Đấy, siêu sáng luôn. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 120.000 thôi nhá. Hả? 120.000 thôi nhá, 120.000 thôi. Rất sáng luôn con này. Đấy 120.000. Ngoài ra thì bên shop có một cái mẫu e-form như này và dòng 8 cánh nhá. 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000 cho con 8 cánh thì nó chỉ thêm 3 cánh thôi. Còn con này của nó thì công suất là 100W và giá của nó thì sẽ là 120.000 cho dòng 5 cánh và dòng 8 cánh của nó thì sẽ là 190.000. Đấy tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa này. Đấy thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con điều khiển như này. Đấy và một cái con nguồn như này các bác nhá, một con nguồn. Đấy một con nguồn một con điều khiển như này và có dâu nhá. Con này thì khoảng cách xa của nó thì nó sẽ được vào khoảng là xa thì và này. Cái bơm của các bác đây nhá thì mình cắt đôi nó ra. Thì cái dây phích cắm ấy thì mình sẽ đấu vào cái chân 1 2 này. Đấy dây phích cắm các bác đấu vào chân 1 2 cho em nhá. Đấy là đầu nguồn vào này. Đấy đầu nguồn vào. Còn đầu ra khi đấu vào máy bơm thì các bác đấu cho em là chân 3-4 nhá. Cái này thì các bác đấu ra cái nguồn của máy bơm nhá. Đấy là chân 3-4 nhá. Đầu vào là 1-2 và đầu ra thiết bị là 3-4. Sau đó thì các bác điều khiển cho em thôi. Đấy. Sau đó thì các bác điều khiển cho em là xong. Ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Đấy, cắm vào này. Các bác mình cắm điện vào là được nhá. Có thể điều khiển từ xa được luôn này, bạn này. Đấy, tắt này, với khoảng cách là 100m trở lại nhá. Đấy, khoảng cách là 100m thôi nhá. Là ok ạ. Đấy, tắt bật máy bơm các thứ rất là ngon luôn. Ngoài máy bơm thì các bác có thể dùng là bóng đèn này hay là các cái thiết bị khác nhá. Đấy đều ok hết. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 95.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa này thôi nhá. Đó. Được rồi, được rồi. Các bác lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy điều khiển à, bên em có cái bộ là cắm trực tiếp và bộ này là bộ đấu nối nhá. Đấy điều khiển đấu nối đen. Giá sẽ là 95.000. Đó, 95.000 cho cái bộ điều khiển đấu nối đen như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển đấu nối đen nhá. Đấy nó màu đen như này. Và giá thì sẽ là 95k một bộ này thôi. Giá siêu rẻ luôn. Điều khiển này, đấu nối này, đó. Cái này thì các bác về phải đấu nối nhá. Và màu đen, giá sẽ là 95k. Ngoài ra thì bên shop có cái con cắm trực tiếp này. Lấy cho anh tí nào. Tiếp theo thì em về cho bác sản phẩm đó là cái máy đuổi chuột này. Đấy, con này thì chuyên đuổi chuột rồi côn trùng kiến gián các nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con máy đuổi chuột như này. Giá của nó sẽ là
35.000 nhá. 35.000 cho một con máy đuổi chuột như này. Thì con này các bác có thể dùng để đuổi chuột này, côn trùng này, kiến gián đều ok hết nhá. Đấy, chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết, nhưng mà thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Lên cho em là máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Đó. Máy đuổi chuột này, đó. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k nhá, 35k. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện luôn. Nhà các bác có chuột, côn trùng, kiến gián đều ok hết nhá. Chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Nó rất tiện các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc cho em để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái vòi xoay 360 độ nhá. Đấy. Vòi xoay hay vòi bạc ấy? Vòi bạc nhá. Đấy, còn vòi bạc và nó xoay được 360 độ. Đấy, xoay 360 độ luôn các bác nhá. Đấy, xoay 360 độ đảo chiều như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Về nhà thì các bác chỉ cần kết nối cái đầu này vào cái đầu vòi nước nhà mình cho em thì dùng nó rất là tiện. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80k cho một cái vòi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòi bạc nhá. Vòi bạc. Giá sẽ là 80.000. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lắp vào các cái đầu vòi nước nhá. Vòi bạc này, giá sẽ là 80k. Con này thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này được luôn. Đây các bác này. Chất liệu inox. Đấy, lắp vào rất là dễ nha các bác nhá. Đấy, lắp vào này. Xoay đảo hướng, đảo chiều các kiểu con đà điểu được luôn. Đó, các bác có thể dùng để gội đầu này, tắm rửa này, rồi vệ sinh này. Đấy, rất là dễ nhá. Đánh răng, rửa mặt ok hết các bác này. Đấy, chỉ cần xoáy vào cho em là xong, kết nối vào. Rất là tiện luôn. Lắc lên, lắc xuống, đảo chiều, đảo hướng tùy ý nhá. Đấy, có chế độ nước một vòi và nước hoa sen này. Rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ T8 nhá, đồng hồ T8. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ và giá chỉ có 170.000 thôi. Có dây bằng cao su này. Đấy, có đế sạc nhá. Có đế sạc và nó có hai cái chân này. Về nhà các bác để cái đế sạc nó chạm đúng vào hai cái chân đồng này cho em là nó sẽ bắt pin nhá. Đấy, và con này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, có cái nút nguồn ở đây, về nhà các bác bật nguồn lên cho em. Con này thì có chức năng là thứ nhất là đồng hồ này, thứ hai là đo nhịp tim, đo huyết áp các kiểu con đà điểu luôn và rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì con này nó hết pin rồi, về nhà các bác cứ sạc pin vào cho em. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày các bác yên tâm sử dụng nhá. Lên cho em là đồng hồ T8 này. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170k nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đấy, đây nó sẽ là con đồng hồ để bàn bằng LED như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 12 đến 15 cm và chiều rộng, chiều cao của nó thì vào khoảng là 4 5 cm nhá. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ như này. Về nhà thì các bác có thể lắp pin hoặc là cắm cáp trực tiếp. Khi cắm trực tiếp thì các bác cắm vào ấy cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình cho em. Giá sẽ là 140.000 cho một em đồng hồ LED như này. Em này thì hàng đẹp, tiện ích đấy. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Thì chức năng các bác có thể vừa dùng làm đèn ngủ vừa làm đồng hồ được luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k nhá, 140.000 cái đồng hồ LED như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn học chống cận các bác nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học có chức năng là chống cận cho các bác luôn. Đó, đèn học chống cận các bác này. Thì các bác dùng thì mình đấy, các bác dùng thì mình khi mà mình cho các em nó học nhá. Đấy. Con này thì nó là dòng tích điện các bạn, dòng tích điện thì dùng nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ sáng trắng, sáng vàng và trung tính nhá. Đấy, đây các bác này. Rất sáng luôn, các bác có thể xoay ra xoay vào như này. Và ưu điểm của con này là chống cận thì các bác có thể dùng để mình đọc sách này, học hành rất là tiện ích luôn. 1 2 3. Đấy, nó có rất nhiều chế độ sáng khác nhau.
thì tùy theo mắt mình cảm ứng vào cái chế độ nào thì các bác ấy. Và có một cái khay bút đây thì các bác lắp cái khay bút vào đây cho em này. Đấy, lắp cái khay bút vào đây nữa. Đó, thì các bác nhận hàng các bác lắp cái khay bút này vào đây. Đấy thì nó vừa là giữ cứng cho cái này và vừa là giúp cho các bác là đựng bút đựng xanh vào đây rất là tiện nhá. Đấy, lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá 100.000 thôi. Con này thì về nhà các bác dùng là chức năng là các bác phải sạc pin nhá. Đấy, các bác phải sạc pin đi nha. Đâu là pin. Đấy. Lên cho em là đèn học chống cận này. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận này, đó. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000 cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo nhá. Sạc béo. Giá thì sẽ là 50.000 cho một con sạc như này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 90cm đến 1m, hàng về theo lô. Có lô thì 90, có lô thì 95, có lô thì 1m. Có 3 đầu sạc nhá, Samsung, iPhone rồi Type C đầy đủ cho các bác luôn. Và sẽ có cho các bác là một cái chân cắm vào USB hoặc là củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, như này. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có cho bác là 50k thôi. Chiều dài khoảng 1m nhá, lên cho em là sạc béo này. Đấy, đầu dây cực kỳ là to luôn. Đây, các bác trông ngón tay út của em này. Đấy, rất to luôn nhá, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ sạc và một đoạn cáp dây như này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone. Dòng này của nó sẽ là iPhone 14 Pro Max nhá, iPhone 14 Pro Max. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Lên cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đó. Sạc nhanh iPhone. Giá sẽ là 60k cho cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Đó. Tiếp theo là cái củ sạc đa năng nhá. Đấy, dòng này cũng là của iPhone 14 Pro Max. Sẽ là một cái củ sạc có đầu dây cắm như này, dây dài khoảng 1m này. Đó, đây. Và dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là hai chân sạc nhanh Type C và hai chân sạc nhanh của USB. Đó, thì nó sẽ là một cái củ sạc như này thì các bác dùng để mình cắm dây sạc vào. Thì các bác có thể mua cái dây sạc béo cái mình sử dụng hoặc là nhà các bác có dây rồi thì mình cắm trực tiếp vào. Nhưng mà dòng này thì nó rất là nhiều chân nhá. Có cho các bác là 4 chân luôn, hai chân Type C và hai chân thường. Hàng này cũng là của iPhone 14 Pro Max nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Củ sạc đa năng nhá, lên cho em là củ sạc đa năng này, củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá, còn con kia nó là dây sạc nhanh iPhone. Con này là củ sạc đa năng 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích như này các bác này. Đấy. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đấy, công tắc của nó thì ở đây các bác này. Nhấn này là công tắc nó sẽ chạy các bác này. Đấy, sẽ chạy. Và trong này của nó thì có 4 cái lưỡi như này. Thì các bác có thể dùng để xay cà phê, xay ngũ cốc, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, cà phê, ngũ cốc, tiêu, điều đều ok hết. Các loại hạt đều ok hết đây. Đấy, công suất 250W, điện 220V, 50Hz nhá. Xay cà phê, xay ngô, xay tiêu, xay điều ok hết. 120.000. Lên thì em là máy xay khô. Máy xay khô 120k nhá. 120k là con máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto, hàng thương hiệu Asahi nội địa của Nhật nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Thì một con Eto như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thôi. Hàng của Nhật, tem nhôm đàng hoàng này, Asahi này. Đấy, 180k. Con này thì độ mở của nó là 5cm nhá. Độ mở của nó là 5cm. Thì các bác làm thợ cơ khí thì bắt buộc phải có con này, dùng nó rất là tiện này. Đấy, độ mở của nó là 5cm nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cái chân kẹp ở bàn đây. Có cái chân kẹp vào bàn như này thì các bác có thể dùng để mình kẹp vào bàn như này rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto này. Eto 180k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao của Nhật nhá, dao Nhật. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì giá chỉ có 120.000 thôi. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Đấy, Seiki Japan made in Japan cho bác này. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá. Dòng này thì siêu bén luôn, để em thử test dọc giấy này xem nhá. Đấy, rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy chưa? Một cái loại giấy bóng gọi là giấy bóng siêu dai như này mà nó còn dọc được nhá. Thì các cái loại giấy thường thì không nói gì đâu nhá. Đấy, giấy bóng siêu dai này còn dọc được. Đấy, con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, khâu đầu khâu đuôi hết này. Đấy, cán gỗ khâu đầu khâu đuôi hết, dùng thì siêu bén cho các bác luôn, từ 3 đến 5 năm không phải mài. Đấy, lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ này.
giá chỉ có cho các bác là 120k thôi, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm FO nhá. Qua lên cho em là kìm FO này, đấy. Kìm bạc FO, nó màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO nhá. Con này thì có chức năng thứ nhất là tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc rồi xoắn dây cái thứ đầy đủ cho bác luôn. Dài thì nó sẽ là vào khoảng là 21 cm, hàng thì 22 cm và hàng của Nhật Japan đây. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc FO, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 nhá, 180.000, hàng của thương hiệu Fukuoka đây. Đấy, đây Fukuoka các bác này. Đấy, lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này, đó, kìm bạc FO 180k nhá, 180.000 cái mã kìm bạc FO như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì em lại tiếp tục cập nhật các mã hàng để lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ý ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã 3 ship rồi. Bên em bán hàng rất là dễ dãi thôi. Đấy, còn nếu mà các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Đó, mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bát úp mì nhá, bát úp mì. Con này thì cái dung tích của nó chắc là vào khoảng là nửa lít nhá, vào khoảng nửa lít. Đấy, nửa lít trên nửa lít một chút, cũng rất là to luôn, sâu lòng các bác này. Đấy, to sâu lòng. Đấy, lô này về hàng to hơn, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bát úp mì nhá, bát úp mì này, đó. Bát úp mì, giá sẽ là 50k cho một em như này nhá. 50.000 cho một cái em bát úp mì như này, rất đẹp này, dày dẫn chắc chắn này. Có qua như này các bác cầm không nóng này. Nắp này của nó đậy rất là khít luôn. Ngoài úp mì, pha mì thì các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, để vào trong tủ lạnh đậy nắp lại rất ngon luôn nhá. 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi da bò nhá. Túi da bò thì bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu: túi vuông, túi hông và túi chéo này. Túi vuông, túi hông, túi chéo. Những cái dòng này thì em lên video rất là nhiều rồi thì em giới thiệu qua thôi. Chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên, các bác có thể dùng để mình sử dụng rất là ok luôn nhá. Cái này em bảo hành cho các bác luôn, các bác đốt thoải mái nhá, đốt thoải mái cho em. Đấy, về nhà các bác cứ lấy bật lửa đốt vào cái chỗ không có chỉ khâu là được nhá. Đấy, bao đốt cho các bác luôn. Đây, chất liệu 100% da bò tự nhiên này các bác. Đấy, da bò tự nhiên là nó cắt nguyên miếng này các bác này. Đấy, và cái này thì giá rất là tốt cho bác luôn. Thì bên shop về nó sẽ có là mẫu túi vuông này. Đấy, túi hông này và túi chéo này. Đấy, túi vuông, túi hông, túi chéo. Đó. Túi hông thì nó sẽ có là màu đen và màu xanh. Màu đen và màu xanh này. Đấy, túi hông thì sẽ là màu đen và màu xanh. Cái túi hông này thì giá của nó sẽ là, túi hông là 130.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là túi hông nhá. Đấy. Túi hông sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mẫu túi đeo hông như này nhá. 130.000 và sẽ có cho các bác là hai màu này, mũi tấu đeo, túi đeo hông như này. Tiếp theo là túi chéo sẽ là 140.000 nhá. Túi chéo này, cái này để các bác đeo chéo nhá. Đấy, lên cho em là túi chéo nhá. Đấy, túi chéo. Giá sẽ là 140k nhá. Đó. Và tiếp theo nữa là sẽ là một cái mẫu túi vuông như này nhá. Gọi là vuông thôi nhưng mà nó sẽ cao là 25 và rộng là 20. Và cái chiều này của nó thì khi mà mở căng này thì nó vào khoảng là từ 8 đến 10 phân nhá. Đấy, lên cho em là túi vuông nhá. Túi vuông này, đấy, túi vuông. Giá của nó sẽ là 180k cho mẫu túi vuông nhá. 180.000 cho mẫu túi vuông này. Đấy, túi hông, túi chéo, túi vuông. Đó, ba cái mẫu túi như vậy, chất liệu của nó là 100% là da bò tự nhiên nhá. 100% da bò tự nhiên. Hàng máy cực kỳ là kỹ luôn, hàng này sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, da bò tự nhiên hết này. Đấy, rất là đã luôn các nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, dùng cực kỳ là đã luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái em phích đun sôi nhá. Dung tích thì nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. Phích đun sôi, dung tích là 3 lít cả vỏ. Đây nó sẽ là một con phích như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, Cúc Cù của Hàn Quốc này. Đấy. Hai cách nhiệt này. Đấy, hai cách nhiệt độ luôn cho các bác luôn. Đó. Giữ nóng giữ lạnh cho các bác cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Cúc Cù nhá, hàng thương hiệu Cúc Cù. Đây. Rất chất lượng cho bác luôn, giá chỉ có 180.000 thôi. Đây. Đấy, con này giữ nhiệt của nó là lên tới 24 giờ luôn các bác này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy nắp này ra này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em, sau đó thì đặt vào đây. Đấy, và nó sẽ tự sôi nhá. Đấy, nó sẽ tự sôi cho các bác luôn. Khi sôi xong rồi thì nó sẽ ngắt nhá. Nhiệt độ thì nó luôn giữ cho các bác là vào khoảng là 70 độ C. Đấy, 70 độ C, và khi các bác dùng thì các bác lại đặt vào là nó lại nóng. Thì các bác nếu các bác để liên tục thì nó sẽ là luôn luôn giữ cho bác là từ 90 đến 100 độ C.
Đấy, rất là tiện này. Khi nào rót thì mình rót ra thôi. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ đây. Đấy. 220V này, 50Hz này, 1300W và 3 lít nhá. Đấy. Lên mã giúp cho anh em đó là phích đun sôi nhá, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy. Phích đun sôi này. Lên cho em là phích đun sôi. Phích đun sôi này, 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít. 3 lít cả vỏ. Cả vỏ nhá. Giá sẽ là 180 cành thôi. 180.000 thì cái phích đun sôi 3 lít cả vỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kẹo chuột nhá. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một túi như này này, một hộp là một túi như này. Giá sẽ là 30.000, một túi này của nó thì nó sẽ là vào là 80g nhá. 80g cho một túi như này. Hàng đấy nó sẽ là hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan các bạn. Đấy, Thái Lan này các bác này. Hàng nội địa của Thái Lan. Đấy, hàng này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và toàn thế giới luôn. Đó, con này thì các bác chuyên các loại chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng nhá. Đấy, đều là bị tiêu diệt cả nhá. Ưu điểm của con này là nó sẽ thu hút cả đàn đến ăn luôn. Một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, lên xem là kẹo chuột nhá. Kẹo chuột. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một hộp như này thôi. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Hàng của Thái Lan cực kỳ chất lượng luôn. Bán thị phần số 1 Thái Lan. Dùng thì cực kỳ là an toàn quá nhá. Đấy, các bác rất là nên dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái con dao của Đức nhá. Dao Đức đây. Đấy. Con này là dao chặt Đức. Cân nặng của nó thì khoảng 4-5 lạng. Đấy, khoảng 4-5 lạng. Con này thì cũng khá là bén luôn. Các bác dùng để mình chặt gà, chặt vịt, chặt xương đều ok hết nhá. Đấy, khoảng từ 4-5 lạng. Đấy. Con này thì nó vào khoảng là 4 lạng nhá. Vào khoảng 4 lạng. Con này các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi các bác nhá. 150.000 thôi, để em test thử dọc giấy cho các bác xem như nào nhá. Ui giời. Rất bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn. Dao chặt mà như dao thái như này, sắc bén như này là các bác dùng yên tâm rồi các bác. Đấy, thấy chưa? Đó. Hàng thì của thương hiệu Winling hay người của Đức này, Made in Germany nhá. Đó đây. Made in Germany các bác thấy chưa? Đó, chữ khắc chìm luôn. Rất đẹp, rất chắc chắn nhá. Có móc treo này, có cả cái này để các bác dằn thịt, gõ xương, gõ xiếc đều ok hết nhá. Chiều dài thì vào khoảng là gần 30cm. Đấy, bản này của nó thì vào khoảng là 9-10cm nhá. Đó. Một con dao như này rất chất lượng như này nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức. Giá chỉ có 150.000 thôi. Thép của nó sẽ là thép trắng không gỉ nhá. Đấy, thép trắng không gỉ. Thì con này dùng cực kỳ là sạch sẽ và vệ sinh luôn. Chặt gà, chặt vịt rất là ok nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là dao chặt Đức. Giá sẽ là dao chặt Đức này. Đó. Dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức 150.000, 150k, nặng khoảng 4 lạng nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ máy rửa xe nhá, máy rửa xe. Đó thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hệ thống dây dài thì khoảng từ 3-5 mét này. Đấy. Đầu vòi xịt này. Đấy, rồi xịt tuyết này, xịt tuyết này, rồi thân máy này, cáp sạc này và pin này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong nhá. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, dùng rất là ngon luôn các bác. Đấy. Các bác chỉ cần kết nối vào cho em là xong. Máy rửa xe chạy pin nhá. Đấy, combo cho bác là một thân máy này, một cục pin này. Đấy. Một cái đầu vòi xịt tuyết này. Đấy, một đầu vòi xịt tuyết như này. Một cáp sạc này và một cái bộ dây nguồn các thứ nhá, bộ dây nguồn các thứ luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 300.000 tròn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là máy rửa xe pin nhá, máy rửa xe pin 300k thôi. Đấy. 300.000 cho con máy rửa xe pin như này. Con này thì rất tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là máy rửa xe pin này. Máy rửa xe này. Rửa xe chạy bằng pin nhá. Giá sẽ là 300k nhá, 300.000 và bao ship luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo cành cam nhá, kéo cành cam. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang lên là kéo cành cam rồi thì các bác cứ lên cho em là kéo cành cam thôi. Đó, hàng made in Japan này, thép SK5 không gỉ này. Made in Japan nhá, thép SK5 này, có lò xo này. Đấy, con này cắt cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, rồi nói chung là tỉa răm, tỉa riếc đều ok hết nhá. Cắt rất là ngon luôn. Một con kéo cắt cành như này có cái khuy này nhá. Đây, cái khuy này các bác đẩy vào đây cho em này. Đó, rất là ngon. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá thì chỉ có 80k cho một con kéo cành cam như này thôi. 80.000 nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan cho bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, đó, kéo cành cam. Kéo cành cam giá sẽ là 80k cho một chiếc nhá. 80.000 cho cái kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khoan mini nhá, khoan mini. Đấy, con này thì nó dùng bằng pin. Đấy, dùng bằng pin. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một đầu khoan như này nhá, một đầu khoan như này các bác này. Đấy, và cái này thì có đảo chiều nhá, có đảo chiều. Và các bác có thể là
ấn cái lẫy này để mình xoay sang theo kiểu là thẳng như này được các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy thì các bác chỉ cần đưa vít vào là mình sử dụng thôi. Xoáy rất là ngon luôn các bạn này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây em sẽ xoáy thử cho các bác xem nhé. Đây. Đấy, đây là cái ốc này các bạn này. Đấy, đây là xoáy vào này. Đấy. Xoáy vào nhá. Xoáy ra thì mình lại đảo chiều nó sẽ xoáy ra các bạn này. Đấy. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Đấy thì các bác ấn cái đảo chiều này là ấn đúng cho em nhá. Đấy, xoáy ra này con này. Xoáy ra này. Đấy, xoáy vào nhá. Đấy. Rất là ngon luôn các bạn này. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Đấy các bác có thể nhấn cái lẫy này, nhấn cái lẫy này để mình xoay ra đây. Đấy. Và cái này thì nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy. Có cả đầu mũi khoan này, cáp sạc này, rồi có cả 30 cái đầu mũi vít như này. To nhỏ lớn bé lục giác hoa thị đầy đủ cho các bác luôn. Nói chung là con này thì nên mua. Cái bộ này cực kỳ là hữu ích và rất là tiện. Có đầu lục giác, đầu ba khe này. Đấy, rồi có cả cái tay lắc như này nhá. Có cả tay lắc như này các bác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Có cả tay lắc như này và có cả đầu lục giác luôn, có cáp sạc đi kèm này các bác này. Đấy, rất là ngon lành như này. Giá thì chỉ có 180 cành thôi. Đây mã giúp cho em đó là máy khoan pin nhá. Đấy, máy khoan pin nhá. Máy khoan pin này, đó, 180k. 180k cho con máy khoan pin như này nhá, 180.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cái mẫu nhỏ hơn, đó là cái mẫu máy vít nhá, máy vít như này. Thì cái này nó sẽ là bao gồm một thân máy này, một thân máy, một cáp sạc và có cho các bác là kèm là hai đầu mũi vít như này nhá, có kèm hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Đây, một dẹt một mũi như này, một dẹt một mũi như này. Đấy, cũng kèm cho các bác hai đầu vít, chỉ cần lắp vào đây như là xong. Đấy. Con này thì cũng có xoáy ra xoáy vào nhá, rất là tiện luôn. Đó. Xoáy ra xoáy vào. Đấy, nó có đảo chiều ra vào. Đây các bác nhá. Đây. Xoáy ra các bác này. Xoáy ra thì mình ấn cái mũi tên đi lên này. Đấy. Xoáy vào các bác này. Đấy thì cũng rất là tiện luôn. Đấy thì có xoáy ra xoáy vào như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 120.000 thôi nhá. Đấy 120.000 thôi. Đây mã giúp cho em là máy vít nhá. Máy vít này. Máy vít giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con máy vít như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm một cái mã đó là cái mã cân nhá. Đấy, cân sức khỏe thì bên shop về thêm một cái mã cân sức khỏe này thì nó sẽ là các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP nhá. Con này thì có kết nối cả các bác có thể về tải cái ứng dụng này về này để kết nối là cân nặng này rồi tỷ lệ các cái chỉ số nó sẽ nảy trên cái cân này hết luôn. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái dòng cao cấp cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin nhá, có kèm pin như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Con này thì nó đắt hơn cái cân sức khỏe thường là 30.000 thì con này nó sẽ là 130.000 các bạn. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy, cân sức khỏe VIP. Con này thì hàng này rất là cao cấp cho các bác luôn. Đó, đây các bác chỉ cần là lắp vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Và nó có cái ứng dụng về nhà các bác tải cái ứng dụng về sau đó thì các bác cài đặt vào cho em để mình đo chỉ số các cái chỉ số cơ bản này. Đấy, 180 cân nhá. Đấy, cân mắc của nó lên tới 180 cân. Đấy. Đo các cái chỉ số ở đây này, kết nối vào Bluetooth này. Đấy rồi đo các cái chỉ số ở đây nhá. Đó, thì cơ bản là như vậy thì về nhà các bác tự kết nối mình làm. Còn em chỉ giới thiệu qua thôi. Cái này thì em cũng không có chuyên sâu, em không có giới thiệu kỹ. Đấy đây thì nó sẽ có báo số này, cập nhật nhiệt độ, độ ẩm cho các bác này. Đây. Đấy em sẽ cân thử luôn nhá. Đấy. Em bây giờ hiện tại đang là 66,7 kg. Đấy. Nhiệt độ miền Bắc hôm nay rất lạnh các bác này, 14 độ C này. Đấy, 14 độ C cho bác luôn. Đó. Cân thì sẽ có nhớ số luôn nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể là mình kết nối vào điện thoại. Đấy qua chức năng Bluetooth này. Đấy Bluetooth các thứ này. Để mình đo nhịp tim, đo huyết áp rồi nói chung là đa di năng ở đây luôn. Đấy tỷ lệ cân nặng, máu mỡ các thứ đấy. Thì cái này em chỉ giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác kết nối và mình sử dụng nhá. Đấy em chỉ giới thiệu qua thôi. Còn chức năng cơ bản thì vẫn là cân thông thường thì các bác cứ nhảy lên cân là nó cân thôi. Đấy. Thì các bác lên cho em là cân sức khỏe VIP. Đấy cân sức khỏe VIP. Giá sẽ là 130.000. Đó, cân sức khỏe này. Cân sức khỏe VIP nhá, dòng này nó VIP hơn một chút nên gọi là cân sức khỏe VIP, 130k. Còn bên shop vẫn có cái cân thường là 100.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Hôm nay thì bên shop em lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các cái mã hàng mới bên em về rất là nhiều nhá. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái mã, một cái phễu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là phễu rót dầu nhá. Đấy, phễu rót dầu như này. Đấy, một cái phễu bằng inox rất là đẹp luôn. Con này thì miễn chê luôn các bạn, bằng inox nó khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Khá dày dẫn, dày lắm các bạn, dày chắc chắn này. Đấy, hàng Su 304 của Nhật này.
Cái này thì các bác có thể dùng để rót dầu, rót xăng này, dầu ăn, dầu yếc rồi, nói chung là mình làm cái gì cũng được. Đấy, nó là một cái phễu như này. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên cho em là phễu nhá. Giá thì sẽ là 70k. Đó, lên cho em là phễu này. Đó, phễu. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái phễu như này. Đấy, 70.000 cho một cái phễu như này các bác này. Đấy, hàng inox 304 nội địa của Nhật. Rất dày chắn, chắc chắn đường kính của nó thì vào khoảng trên 10cm nhá. Đấy, nó sẽ có cái đít như này mà có quai cầm như này. Các bác có thể dùng để rót dầu ăn, để rót thực phẩm, cái thứ ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa đây. Đấy, thì các bác lên cho em là bật lửa móc khóa nhé. Con này thì nó sẽ là dòng bật lửa móc khóa như này. Đấy, và nó sẽ là dòng sạc pin nhé. Dòng sạc pin thì nó rất là tiện luôn. Đây các bác này, đấy. Đây là cái nắp của nó, các bác có thể xoáy ra này. Đấy, xoáy ra. Và đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là cái phần bật lửa như này. Đây, đây là một cái đầu bật lửa đây. Đấy, để em sẽ test cho các bác xem luôn. Các bác lên mã giúp cho em con này nó sẽ là bật lửa tre nhé. Con này thì rất là dễ sử dụng thôi. Các bác chỉ cần là trước khi mà muốn lửa nó lên ấy là các bác sạc đầy pin cho em nhé. Sạc đầy pin thì nó là nguyên tắc rồi. Tại vì là nó chạy bằng pin nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì các bác chỉ cần là thổi nhẹ vào này thôi. Đấy, các bác chỉ cần thổi hơi vào là nó sẽ lên lửa các bác này. Đấy, còn khi tắt thì các bác chỉ cần đậy nắp vào này là nó sẽ tắt này. Đấy, còn các bác là thổi hơi vào nó sẽ lên lửa nhá. Đây em thổi lại cho bác xem này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ cái là nó đã lên lửa rồi các bác này. Đấy, lên lửa đỏ chói rồi này. Còn khi tắt thì các bác cứ đậy nắp vào này nó sẽ tắt này. Đậy nắp vào này nó sẽ tắt nhá. Đấy, còn các bác muốn lên lửa thì các bác chỉ cần thổi hơi này. Đấy, thổi hơi này là nó sẽ lên lửa luôn, thì rất là tiện. Các bác không cần phải động tay, động chân gì cả, rất là tiện luôn nhá. Đấy, nó sẽ là như một cây tre luôn, hô biến được luôn nhá. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bật lửa tre như này thôi. Lên cho em là bật lửa tre nhá, nó hình cây tre như này. Hình cái tre này rất là tiện luôn, thổi này. Đấy, các bác chỉ cần thổi nhẹ vào, đúng là nó sẽ lên lửa đây các bác này. Đấy, còn khi tắt đi thì các bác cứ đậy nắp vào này là nó sẽ tự nó tắt. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000, thì các bác có thể dùng để mình hút thuốc lá này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để đeo vào móc khóa được luôn, nó rất là tiện nhá. Đấy, đeo vào móc khóa cũng rất là tiện, và đít sạc thì ở đây. Đấy, nó sẽ có một cái dây đeo như này cho các bác đeo vào móc khóa, rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa tre nhá, bật lửa tre. Giá thì sẽ là đây, nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Về nhà mà các bác cắm cái cục sạc điện thoại cho mình thôi. Bật lửa tre. Giá của nó sẽ là 70k cái bật lửa tre như này. Đây em sẽ có cái video đây các bác này. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần hơi thổi nhẹ mà nó lên thôi. Đấy. Đấy, các bác thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Đấy, các bác cùng dùng nữa mình đậy nắp vào cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy. Đồng hồ la bàn. Đấy, cái này thì vừa là đồng hồ, vừa la bàn, vừa là bật lửa luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ la bàn nhá. Đấy, đồng hồ la bàn như này. Đấy, bật lửa la bàn này các bác nhá. Cả bật lửa, cả đồng hồ, cả la bàn luôn. Đây. Con này thì đấy. Về nhà các bác bơm ga vào cho em nhá. Bơm ga vào. Đó. Về nhà các bác bơm ga vào cho em là xong. Đây. Đó, sẽ có cho các bác là một cái đồng hồ này, đồng hồ đang chạy bình thường này. Đó, một cái la bàn này. Đấy, rồi chức năng bật lửa này, bật lửa lên nó sẽ có đèn luôn này. Có tính năng khui bia này, đấy khui bia rồi mở nắp chai đầy đủ nhá. Đấy, có dây như này cho các bác này. Con này thì các bác lên cho em đó là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Giá thì sẽ là 120.000. Đấy. 120.000 cho cái bật lửa la bàn như này. Đấy. Bật lửa la bàn nhá. Đó. Bật lửa la bàn. La bàn hoặc là đồng hồ la bàn được, giá sẽ là 120k nhá. 120.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái xi đánh giày. Thì nó sẽ có màu đen và màu nâu nhá. Màu đen và màu nâu. Đó, bên shop có hai màu. Màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đó. Thì đây nó sẽ là một cái lọ xi như này. Giá thì chỉ có 30 cành cho một lọ xi như này thôi. Đấy, 30 cành nhá. Về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái nắp kèm thêm là một cái miếng mút như này. Các bác chấm một cái phần xi này cho em. Đó, sau đó thì mình đánh vào giày của mình. Đấy, cái này thì... tiện dụng này. Đấy, bóng đẹp này, nói chung là dùng con này thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 30k thôi. Nên mã giúp cho em là xi đánh giày nhá. Giá sẽ là 30k cho một hũ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con dao các bác này. Đấy đây. Nó sẽ là một con dao như này. Đấy, một con dao như này rất là tiện ích luôn. Nên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá, dao vân gỗ. Con này thì đợt này về cho các bác giá tốt luôn, chỉ còn 120.000 cho một con dao vân gỗ như này thôi. 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan này. Khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp các bác này. Đây. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dao thì độ bén này khỏi phải bàn này các bác này. Đấy, độ bén này khỏi phải bàn rồi. Rất bén các bác nhá. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Đấy, rất là bén luôn.
Thì con này dùng nó rất là tiện ích cơ nhá. Đó, đây con này. Rất bén luôn các bác chưa? Rất bén luôn. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao vân gỗ nhá. Dao vân gỗ, giá sẽ là 120k. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ 120.000. Dao vân gỗ. Dao vân gỗ. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 120k cho cái dao vân gỗ như này. 120.000 cho con dao vân gỗ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy sấy giày các bác nhá. Máy sấy giày. Con này thì giá sẽ là 100 cái máy sấy giày này bao nhiêu nhỉ? 195.000 cho cái máy sấy giày như này các bác nhá. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 như này. Các bác chụp giày vào đây hoặc là mũ nón hoặc là các cái đồ mà nó ấy, còn khi cái công tác này là nó có sẽ có cho các bác là 30 phút và 90 phút nhá. Đấy, 30 phút 90 phút như này. Và nó sẽ có dơ le nó tự ngắt cho các bác luôn, rất là tiện. 195k trong con máy sấy giày như này các bác này. Đây. Đấy, công suất của nó sẽ là 50Hz này, 220V nhá. Đấy, 220V. Rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Có cho các bác là 30 phút, 60 phút, 90 phút và 120 phút. Các bác nâng cái này lên, xỏ giày, xỏ dép vào đây. Đấy, sau đó thì mình bật lên là xong. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy giày. Giá sẽ là, lên cho em là máy sấy giày nhá. Đó, máy sấy giày này. Máy sấy giày giá sẽ là 195k. 195k cho con máy sấy giày như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cưa dây nhá. Cái này thì các bác dùng để mình cưa ống nước rồi nói chung là cưa đa di năng được hết này. Đấy. Giá chỉ có 30k thôi. Đấy, khi các bác dở ra thì nó khá là dài luôn. Đặc biệt là bác nào làm thợ điện nước này hoặc cưa cây cưa cối cũng đều ok hết. Đấy, nó sẽ là như này. Thì các bác lên cho em là cưa dây xích nhá, cưa dây xích này. Đấy, nó sẽ là hàng dây xích như này. Chiều dài của nó vào khoảng 50cm thì các bác dùng để cưa nó rất là tiện. Đây. Đấy, lên cho em là cưa dây xích. Giá sẽ là 30.000. 30.000 cho một cái cưa dây xích như này, rất là tiện luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, ví dụ như là các cái ống nước như này mà các bác muốn cưa bằng những cái cưa truyền thống thì rất là khó cưa. Nhưng mà các bác đưa cái này mà các bác giật cho em, rất là tiện ích luôn, bác thấy không? Đó. Sau đó thì mình nối vào cho em, rất tiện này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Chỉ có cho các bác là 30k cho một cái cưa dây xích thôi. Đây mã giúp cho em đó là cưa dây xích nhá. Đấy, máy móc các thứ không vào được nhưng mà các bác có thể cưa rất là tiện luôn. Đây nó có thể cưa được cả cây luôn các bác này. Đấy. Cưa cả cây. Đấy, rất là tiện luôn, đặc biệt là anh em thợ điện nước này, rất tiện ích luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, cây gỗ khô nó cũng cưa được hết luôn, rất tiện ích. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con cốc gạt tàn thôi nhá. Con cốc gạt tàn giá thì sẽ là cái con cốc này là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 190.000 cho một con cóc gà tàn như này nhá, 190k. Đó, đây nó sẽ là một con cóc rất là đẹp luôn các bác này. Đó, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đấy, trên đầu của nó thì sẽ có ngậm một đồng tiền như này, có đính một cái viên ngọc màu hồng này. Đó, rất đẹp luôn. Đế thì có lót cao su này, rất chắc chắn nhá các bác nhá. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng. Các bác có thể dùng để deco trang trí này, dùng để gạt tàn thuốc này hoặc là trưng bày cũng rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000 cho con cóc gà tàn như này nhá. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác là cái con voi gà tàn nhá, con voi gà tàn. Giá thì cũng là 190.000 cho một em voi gà tàn như này. 190.000 các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là bằng hợp kim mạ đồng hết, dày dẫn chắc chắn. Đấy, giá sẽ là 190k nhá. Đấy, 190.000 cho em voi như này. Đấy, voi cóc đều là 190.000 hết nhá. Chất liệu bằng hợp kim mạ đồng các bác này. Đấy, rất chắc chắn luôn các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ bộ chuyên đồng nhá. Đấy. Cái bộ này thì nó sẽ là một cái bộ và lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy. Bộ chuyên chén hoàng gia, đây nó sẽ là một cái bộ chuyên chén cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua về để mình vừa sử dụng vừa trưng bày luôn, rất là đẹp nhá. Cái bộ hoàng gia này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Giá sẽ là 700.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên rất là to luôn. Đây, một chuyên rất là to này. Sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn các bác nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và có cho các bác là một cái khay, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén và có bộ sản phẩm này cho các bác luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 700.000 nhá. 700.000 một bộ này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu thì là bằng đồng nhá. Chất liệu bằng đồng. Đó. Chất liệu bằng đồng cho các bác. Bộ này các bác dùng thì miễn chê rồi. Miễn chê các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn, các bác theo. Đó. Rất là đẹp nhá. Sắc nét các bác nhá. Mình có thể mua để về mình uống trà, uống rượu này hoặc là các bác dùng để trưng bày, rất là đẹp. Đó, trưng bày này. Đấy, các bác trưng bày trong tủ nha, rất là đẹp nhá.
Đấy, gia đình có công có việc thì các bác mang ra mình sử dụng này. Đấy, các bác dùng để mình đựng rượu mình nhậu cũng được. Đấy, các bác châm rượu vào đây này. Đấy, có 5 7 anh em, 6 anh em đến nhậu các bác rót vào đây chưa? Rất là tiện luôn. Đó. Chất liệu thì bằng đồng nhá, rất là dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 700.000 nhá, 700.000. Lên cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Bộ chuyên hoàng gia. Giá sẽ là 170k cho một cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy. Lên cho em là bộ chuyên hoàng gia này, bộ chuyên hoàng gia nhá. Đấy, bộ chuyên hoàng gia. Hoàng gia, giá sẽ là một bộ như này sẽ là 700.000 nhá. 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, 700k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có một cái bộ nó nhỏ hơn một chút. Đấy, thì bộ này của nó thì giá thì chỉ có cho các bác là 400.000 thôi. Cái bộ chuyên chén đồng này là 400 à? Bộ chuyên chén đồng ấy. Bộ này thì sẽ là 400.000 nhá. Bộ này thì nó sẽ là một chuyên nhá. Đấy, một chuyên 6 chén và một đĩa như này. Đấy, một chuyên 6 chén một đĩa như này. Giá thì sẽ là 400.000 các bạn. Đấy, 400.000. Nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm cho các bác là chuyên đấy, một chuyên 6 chén này. Đấy. Một chuyên 6 chén như này. Cái chuyên này của nó thì đợt này về nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng nhá. Hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng như này. Đấy, bộ này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 400.000, 400.000 cho mỗi cái bộ chuyên chén đồng như này. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên chén đồng nhá, giá sẽ là 400k. Đó. Cái chuyên này thì nó sẽ là vừa trong lòng bàn tay như này thôi. Đấy, vừa trong lòng bàn tay như này. Nhỏ xinh, các bác uống trà từ 3 đến 6 người là ok nhá, từ 3 đến 6 người là ok. Đấy, hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để decor trang trí này hoặc sử dụng này. Đây. Đấy, đây là cái đĩa của nó nhá. Đấy, cái đĩa của nó hình rồng phượng rất là đẹp luôn các bác này. Đấy. Các bác lên xem là bộ chuyên chén đồng nhá, bộ chuyên chén đồng. Bộ này thì sẽ là 400.000. Đấy, bộ chuyên chén đồng này. Bộ chuyên chén đồng. Chuyên này, chén này, đồng nhá, giá sẽ là 400k. 400k cho cái bộ chuyên chén đồng thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái tất chân nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là dòng tất hộp như này. Tất hộp này thì một vỉ của nó sẽ là 5 đôi nhá, một vỉ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, cái này thì bên em có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Đấy, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 85.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy, 85.000 cho một vỉ 5 đôi như này. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp 5 này. Tất đựng trong hộp và nó là dòng 5 đôi nhá. Nên em tất hộp 5. Giá sẽ là 85k nhá. Có màu đen và màu ghi các bác nhá. Tiếp theo thì tất vỉ 10 đôi nhá. Tất vỉ 10 đôi thì sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Đó, màu trắng và màu đen như này. Đấy, cái này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, nhưng mà dòng này của nó là 10 đôi các bác. Dòng này là 10 đôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn và đẹp nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy, cho một vỉ 10 đôi như này nhá. Bao gồm cho các bác là 10 đôi luôn. Tha hồ mình thoải mái đi. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy. Tỷ lệ cốt tông của nó là lên tới 85% luôn. Chống hôi chân, chống nấm mốc rồi. Nói chung là các bác đi thì nó rất là thoáng và bí không bí quá nhá. Đấy. Lên cho em là tất vỉ nhá. Tất vỉ này. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đấy. Tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10. Giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Có màu đen và màu trắng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 SIM. Các bác lên cho em là điện thoại 2 SIM hàng của thương hiệu Nokia. Đó. Điện thoại 2 SIM của Nokia. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Giá rất là tốt luôn. Đấy, một con điện thoại 2 SIM Nokia như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 230.000 nhá. 230.000 cho một cái điện thoại 2 SIM này thôi các bác nhá. Bao SIM tại nhà cho các bác luôn. Đó. 230k. Ở đây thì các bác sẽ có cho em là một điện thoại này, một đốc sạc và một viên pin như này. Hàng của thương hiệu Nokia chính hãng luôn nhá. Nokia chính hãng. Con này thì sẽ có cho các bác là 2 SIM, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con điện thoại 2 SIM như này. Giá sẽ là 230.000 nhá. Điện thoại 2 SIM giá sẽ là 230k. Đó, 230.000 cho con điện thoại 2 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là kia đèn, các bác lên đã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này.
có kèm với các bác một cáp sạc. Và ở đây thì con này nó sẽ có cho các bác là cái chân sạc ra cho điện thoại luôn, và có cảm biến nhá, có cảm biến các bác này. Đấy, có cái mắt cảm biến như này, các bác gạt qua nó sáng, gạt qua nó tắt, rất là tiện ích. Và có điều chỉnh zoom này nhá, pha của nó cũng khá là giỏi luôn, pha rất là giỏi các bác này, thì rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, lên mã treo là đèn wifi. Hàng này thì hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đây. Đấy, made in Germany này. Đó, made in Germany. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn cho một con đèn như này, có cảm biến cái thứ đàng hoàng, pha rọi ngon lành. Lên tiền là đèn wifi, giá sẽ là 130k. Đèn wifi 130.000 nhá, 130k thôi. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hớn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lư đồng nhá. Đấy, lư đồng thì bên em sẽ có hai mẫu. Một là lư đồng trơn và hai là cái mẫu lư đồng mà nó sẽ có một là mẫu trơn. Đấy, một là mẫu trơn và hai là cái mẫu sẽ có sẵn cho các bác là hình con rồng như này các bác này, hình con rồng như này. Đó thì có hai mẫu như này nhá. Đấy, có hai mẫu như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Và một mẫu trơn và một mẫu là có sẵn hình con rồng luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là lư đồng, em sẽ có hai mẫu để gửi tới các bác. Đấy. Cái mẫu này sẽ là cái mẫu lư trơn này. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000 nhá. Đấy, 170.000 thì cái mẫu lư trơn như này. Đấy, đây là cái phần này để các bác đặt cái nhang vào đây. Đó. Mẫu lư trơn này sẽ là 170.000, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm nhá. Mẫu này là mẫu lư trơn này. Đấy, các bác lên cho em là lư đồng trơn, con này là 170.000. Đấy, còn con này thì các bác lên cho em là lư đồng hình con rồng nhá, hình con rồng đây. Đấy, hai bên là hai con rồng như này. Cái mẫu lư đồng hình con rồng như này thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thì cái mẫu lư đồng hình con rồng như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, có hai mẫu như này nhá. Đấy. Thì một mẫu sẽ là lư trơn và một mẫu sẽ là lư hình con rồng. Lư hình con rồng như này. Đấy, đây là sẽ là mẫu lư hình con rồng này. Hai mẫu này thì nó cũng tương đương nhau. Một mẫu thì nó sẽ thiên về hoa văn, còn một mẫu là trơn. Đấy các bác nhá. Đấy. Thì cái mẫu lư đồng hình con rồng này, lư hình rồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là lư hình con rồng thì giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái mẫu lư hình con rồng như này. Con này thì cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 6-7 cm, còn chiều cao của nó thì cũng vào khoảng 6-7 cm luôn. Đấy, nó sẽ như này các bác nhá. Sẽ trong lòng bàn tay như này các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay. Thì các bác ướm cái lòng bàn tay của em để mình tính cái thông số nhá. Đấy. Thì cái này các bác lên mã cho em nó sẽ là lư hình rồng nhá, lư hình rồng này, lư hình rồng. Đấy, lư hình rồng giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái lư hình rồng như này nhá. Đấy, 100k cho cái lư hình rồng như này. Đấy. Còn lại là tiếp theo thì bên shop có cái mẫu là lư trơn nhá. Đấy, lư đồng trơn, lư đồng trơn thì con này sẽ là 170.000. Các bác lên cho em là lư đồng trơn này. Đấy. Lư đồng trơn. Đấy. Lư đồng trơn này, đấy, lư đồng trơn. Giá sẽ là 170k nhá, 170.000. 170k cho cái mẫu lư đồng trơn như này, 170.000. Có hai mẫu thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy. Mẫu này thì nó sẽ là lư hình rồng nhá. Lư hình rồng thì sẽ là 100. Còn cái mẫu lư trơn như này thì sẽ là 170.000. Đấy, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu Eto của Nhật này, Eto của Nhật đây. Đấy, hàng tem nhôm đàng hoàng, mẫu Eto đồng của Nhật như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 thì cái mẫu Eto như này nhá. Độ mở của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Hàng của thương hiệu Asahi của Nhật. Đấy, nó sẽ là bằng thép nhá, bằng thép cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Asahi. Con này thì sẽ là 180.000 cho cái mẫu Eto như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Ô Nhật tự động đây. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó là dòng tự động và chiều ngang của nó thì nó vào khoảng 1 mét nhá. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Khi các bác mở ra thì nó sẽ tự động như này và đóng vào nó cũng tự động rồi. Đấy, thì các bác chỉ cần là đẩy vào như này thì em sau đó thì mình quận lại là xong. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đó. Mở lên thì mở như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng gọi là vải này của nó sẽ là vải tráng ni lông nhá. Đấy, cho nên là thuộc dạng là nước đổ đầu vịt thì khi chảy vào thì nó sẽ khô ngay. Các bác chỉ cần rũ qua này là khô luôn. Đấy. Thì một con ô Nhật tự động như này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một con ô Nhật tự động như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác đi mua một cái ô ngoài chợ người ta cũng phải bán cho bác 100 đến 150.000 rồi. Thế mà đây một cái con ô dù Nhật tự động như này giá chỉ có 80k thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật này, ô dù Nhật. Giá sẽ là 80k, 80k cho cái ô dù Nhật tự động như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, con này là 135.000.
có điều chỉnh chế độ là to nhỏ này đấy, và sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác tiêm nước vào đây cho em này. Đấy, tháo cái nắp trắng này ra, đấy, tháo nắp trắng này ra cho nước vào đây, sau đó thì mình cho vào cho em đó, cho vào sau đó thì mình bóp đây là hơi nước nó sẽ ra đằng sau này. Mâm gang của nó khá là dày luôn, độ nóng cao nhá, và có điều chỉnh nhiệt độ nhá, và có thể gấp gọn được này. Dây của nó thì dây vải dù như này, 135.000 cho cái bàn là hơi nước mini như này nhá, 135.000 đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái bàn là đứng nhá, bàn là đứng thì các bác cũng cho nước vào đây cho em này. Đấy, cho nước vào đây, sau đó thì các bác bắt đầu mình là. Và con này là đứng thì các bác ưu điểm của nó là nó sẽ không bị cháy nhá, không bị cháy này. Hàng của Sonaki này, công suất của nó là 1500W và sử dụng điện 220V. Đấy, 1500W điện 220V nhá. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá, khi các bác sử dụng thì nó không bị cháy. Đấy, tại vì là hơi nước nó sẽ phun ra đây và nó sẽ là làm phẳng bằng hơi nước nhá. Đấy, làm phẳng bằng hơi nước. Đây các bác bóp đây là hơi nước nó sẽ ra này, rất là tiện luôn. Bàn là Socani nhá. Nên cho em là bàn là đứng bao nhiêu nhỉ? Bàn là đứng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác là 300 các bác lên cho em là bàn là đứng, giá sẽ là 370.000 cho một em bàn là đứng như này nhá, 370k một chiếc. Đấy, con này thì rất là tiện luôn để cho các bác có thể sử dụng khi mà mình mang đi du lịch hoặc sử dụng ở nhà, rất là ok nhá. Ưu điểm của con này là chống cháy nhá, chống cháy cho nên các bác dùng nó rất là an toàn và rất là thích luôn. Bàn là đứng 370.000. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Đấy, đây nó sẽ làm con bình tông 2 lít như này. Đấy, con này thì hàng của Nga có nhá, hàng của Nga. Hàng thì về số lượng có hạn nên là các bác mua thì nhanh, bắt đầu sang hè đến nơi rồi. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, cái phần quai này của nó thì có chống mất quai nhá, chống mất nắp này. Đấy, nó liền như này luôn. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng da như này, bằng da như này để các bác sử dụng này, rất là tiện luôn nhá. Có quai đeo như này. Hàng CCCP của Nga. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bình tông nhá, bình tông 2 lít này. Bình tông 2 lít. Bình tông 2 lít giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho cái bình tông 2 lít như này. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái này nó gọi là Ego à, cái gì? Bango nhá, Bango. Giá là 20.000 cho một hộp Bango như này. Số lượng của nó là 100 chiếc nhá. Giá rẻ chưa các bác ơi? Đấy, không có đâu rẻ bằng luôn. 20.000 cho 100 chiếc, nếu các bác ra hiệu thuốc mà mua một vỉ này nó sẽ bán cho các bác là 5-10.000 một vỉ này rồi. Thế mà đây 100 cái như này to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ đây. Đấy, các cái kích thước của nó này. Đấy, thì nói chung là cái chuyện mà bị trượt da tay đứt chân thì nó thường xuyên xảy ra. Mà các bác cứ đi lấy rẻ lấy riếc dùng nó rất là mất vệ sinh không an toàn. Đấy, thì các bác cứ dùng cái băng gâu này cho em, hàng vệ sinh an toàn của Nhật luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một bịch như này, 100 cái luôn, 20.000 cho một bịch 100 cái luôn, tính ra vào 200 con hay bao nhiêu đấy các bác nhé, các bác có thể chia ra đó, bằng gâu nhá. Tiếp theo thì đây cái bằng gâu này thì cái độ dính của nó rất là tốt luôn, đây em sẽ test thử cho bác xem này. Đấy, cái độ dính của nó rất là tốt luôn, con này thì dùng cực kỳ là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Đây, đấy, các bác bóc ra cho em này, bóc ra sau đó thì mình chỗ nào bị chảy máu này các bác dán trực tiếp lên cho em. Đấy, dán trực tiếp lên cho em. Đây, bóc ra này. Sau đó thì mình lột cái lớp mớt dán này ra này. Đấy, sau đó các bác dán vào cái chỗ mình bị ấy này. Đấy, độ bám của nó rất là tốt luôn nhá. Đấy, bám dính rất là tốt, kể cả các bác có rửa nước cũng ok luôn. Đấy, độ bám rất là tốt luôn, rửa nước cũng ok luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Kem đánh răng Hàn Quốc, giá sẽ là 50.000 cho một hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng không có niêm phong, nhưng khi các bác nhận hàng thông cảm cho em. Đấy, nhà sản xuất thì người ta chỉ có mặc định là không có niêm phong như này thôi. Đấy, đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đấy, dung tích của nó thì nó sẽ là 60g. Đây. Đấy, à 120g các bác này, 120g. Hàng của Hàn Quốc chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đây, made in Korea này, hàng nội địa của Hàn Quốc, kem đánh răng Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k trong hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đây nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là đây. Bao gồm cho các bác là vào khoảng là đi 30 lưỡi. 30 lưỡi có lô thì nó sẽ là 36 lưỡi. Nhưng mà em cứ giới thiệu chung chung là nó vào khoảng 30 lưỡi thôi. 30 lưỡi và có kèm cho các bác là một bàn cạo này. Đây, 30 lưỡi như này. Lưỡi là lưỡi kép, kèm một bàn cạo và một lọ kem. Giá chỉ có 60.000 thôi.
Đấy 30 lưỡi này các bác dùng quanh năm ngày tháng cho em, dùng từ năm này sang năm khác. Bác nào mà ít dâu thì dùng cho em 2 3 năm mới hết được. Đó. Còn nhiều dâu thì thấp nhất cũng phải dùng là 1 năm. Đó. Thì lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Đấy bộ lưỡi kem. Lưỡi kem này, đấy bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem giá thì chỉ có 60k thôi. 60k mà các bác có thể là từ được 30 đến 35 lưỡi. Tiếp theo thì các bác lên cho em là chổi cọ vàng này. Cái này thì nó sẽ là thuộc dạng là dây như dạng như là dây đồng như này các bác này. Dây như dây đồng như này thì các bác có thể dùng để mình đánh son, đánh nồi này, kỳ cọ sân này, chỗ nào có rêu có chứ các bác kỳ cọ cho em. Đấy chổi cọ vàng giá sẽ là 25k. Đúng không? Cọ gì đấy? Chổi cọ gì nhá, lên cho em là chổi cọ gì này. Đấy, chổi cọ gì giá sẽ là 15k một chiếc thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chổi cọ gì này. Đấy. Chổi cọ gì giá sẽ là 15k. Đấy, trước em bán 25.000 đợt này về cho bác chỉ còn 15k thôi. 15k cho cái mã chổi cọ gì như này, chiều dài khoảng trên 20 cm. Đấy, các bác dùng để cọ gì sét này, cọ song, cọ nồi hoặc là đánh gì đánh giếc đều ok hết nhá. 15k cho một cái chổi cọ gì như này rất là tiện luôn. Đây, ví dụ như là cái phần tường mà nó bị dí sét bị bẩn này, các bác đánh đi cho em này. Đấy, hoặc là nói chung là rất là đa di năng luôn, rất tiện nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đó thì hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật các máy hàn thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Ba số này của em đều có Zalo để các bác có thể đặt hàng nhá. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu quạt các bác này. Đấy, các bác lên cho em là quạt mini nhá, quạt mini. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này. Tổng chiều dài của nó thì chiều ngang của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30, chiều cao khoảng 30. Đó và rất là mát luôn. Đây, dây đây. Con này thì sử dụng trực tiếp điện 220V luôn nhá. Trực tiếp điện 220V luôn. Rất là mát các bác này. Đấy. Mát thấy không? Đó. Quạt rất là mát luôn và nó sẽ có cho các bác là hai số này. Đây. Đấy. Rất mát luôn các bác nhá. Đó, rất là mát luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một con quạt mini như này các bác này. Đấy, quạt mini như này. Đấy thì các bác lên xem đó là quạt mini. Chiều rộng của nó là 30, chiều cao là 30, còn đường kính của cánh này thì vào khoảng 20. Rất mát luôn các bác này. Đấy, rất mát luôn. Gió rất là nhiều nhá. Đấy, trông thì bé như này thôi nhưng mà rất là nhiều gió và rất là mát nhá. Motor thì bằng đồng và có cho các bác là hai số đằng sau như này. Số 1, số 2, số 0 này. Đấy. Thì cái này các bác có thể dùng để mang đi học này, đi làm này, đi công trình hoặc là mà các bác mang theo khi mà mình di chuyển này hoặc sử dụng ở nhà này, rất là tiện luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là quạt mini nhá, quạt mini 135.000 cho con quạt mini như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình chuông nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình chuông. Đấy nó hình một chiếc chuông như này các bác này. Đấy, hình một chiếc chuông như này. Cho nên các bác lên mã giúp cho em là bình chuông nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp luôn. Một cái dạng màu vàng gôn rất là đẹp như này các bạn này. Đấy. Nắp nó có giòn nhá. Con này thì nó sẽ là dung tích nó sẽ vào khoảng là đi đây. Đấy. Con này thì dung tích của nó inox 304 và nó sẽ vào khoảng là 200 ml các bác nhá, 200 ml có nắp xoáy như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình uống cà phê này hoặc là các cái loại trà. Đấy thì rất là ok luôn. Đấy. Cà phê hoặc là trà các thứ rất là ok nha. Các bác cho vào đây cho em này. Đấy. Sau khi nào các bác uống thì các bác mở nắp ra cho em. Đấy, mở nắp ra mình uống trực tiếp luôn. Đấy, inox Su 304. Đấy, dùng để uống trà, uống cà phê hoặc là các bác mang nước đi du lịch hoặc là nói chung là mang đi đâu nó cũng rất là tiện, có quai đeo như này. Đấy, bằng inox 304. Lên mã giúp cho em là bình chuông, giá sẽ là 75.000 cho một con bình chuông như này nhá. Con này thì dung tích của nó thì em nghĩ là nó vào khoảng là 200 ml các bác nhá. 200 ml các bác này. Đấy. Giữ nóng là lên tới 95 độ C luôn. Đấy, giữ nóng lên tới 95 độ C nhá. Đây các bác này. Đó đây, thông số của nó đây. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn, Su 304. Giữ nóng giữ lạnh cực kỳ là tốt. Các bác có thể dùng để mình pha trà nóng này hoặc là uống cà phê đá này đều ok hết và nó rất là tiện. Có nắp đậy này thì khi nào các bác dùng thì mình bỏ ra. Còn không thì mình cứ đậy nắp như này thì nó sẽ giữ lạnh cho các bác rất là tốt luôn. Giữ nhiệt tốt nhá. Đít này của nó thì có lót như này, rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là bình chuông nhá, bình chuông. Đấy, bình chuông giá sẽ là 75.000 cho cái bình chuông như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
cái bộ môi xìa nhá, môi xìa đây. Đấy thì bên shop bán nó sẽ là, nó sẽ là các bác lên cho em là môi xẻng này, môi xẻng này thì nó sẽ là 40.000 một chiếc nhá, 40.000 một chiếc đây. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu như này các bác. Đấy nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu như này. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu. Đó, 3 mẫu để cho các bác lựa chọn nhá. Đó, ở đây nó sẽ có 3 mẫu thôi. Đấy, 3 mẫu như này các bác nhá. 3 mẫu như này. Đây, đầu tiên thì nó sẽ là một cái dạng môi lưới như này nhá, một cái dạng môi lưới như này các bác này, môi lưới như này. Thì khi mà các bác dùng để mình ăn lẩu ăn liếc thì dùng cái này để mình nhúng các loại thực phẩm vào, sau đó thì mình vớt ra luôn, nó rất là tiện này. Con này chuyên dùng ăn lẩu ăn liếc rất là ok này. Thì các bác lên cho em là môi lưới này. Đấy, môi lưới này. Tiếp theo thì con này các bác lên cho em là các bác lên cho em là môi liền nhá. Đấy, môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường như này. Môi liền thì nó sẽ là một cái môi bình thường. Và tiếp theo nữa là nó sẽ là một cái môi xẻng như này nhá, một cái môi xẻng như này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là môi xẻng này. Đấy, nó như một cái xẻng như này. Thì các bác dùng để mình lật trứng này, hoặc là tráng làm bánh làm biếc, hoặc là mình chan múc cũng rất là ok luôn. Đó. Thì nó sẽ là 3 mẫu như này nhá. Môi liền này, môi lỗ này và môi xẻng này. Môi liền, môi lỗ và môi xẻng. Giá đều là 40.000 cho một chiếc như này. 40.000 cho một chiếc như này các bác nhá. Đấy thì các bác có thể lấy combo cũng được, hoặc lấy lẻ một cái một. Bên em bán đều là giá là 40.000 nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là môi liền này, môi liền 40.000. Đấy, con này là sẽ là môi lỗ này. Môi lỗ cũng 40.000 luôn. Đó, và con này nó sẽ là môi xẻng này. Môi xẻng nó giống một cái xẻng như này. Đấy. Thì giá đều là 40.000. Chất liệu của nó là bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, sáng bóng và đẹp luôn. Đấy, dày dẫn sáng bóng và đẹp nhá. Giá sẽ là 40.000, 40.000 cho một chiếc như này. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng này thôi. Đấy. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, cái này thì nó sẽ có quai sách như này, quai sách bên trên các nhá. Quai sách bên trên như này, 4 tầng luôn. 4 tầng và dung tích của nó thì nó sẽ vào khoảng là đây, 2.8 này. Đấy, cặp lồng 4 tầng nhá, 4 tầng luôn. Cặp lồng 4 tầng, giá sẽ là 80.000 cho một em cặp lồng 4 tầng như này. Đấy. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng đấy các bạn, rất tiện ích luôn. Và có quai đeo như này nhá, có quai treo như này. Ở đây thì mỗi tầng của nó sẽ là một ngăn như này nhá. Mỗi tầng là một cái bát như này. Và dung tích của nó là 2.8 nhá, 2.8. Tổng dung tích của nó là 2.8 các bác này. Mỗi tầng là một bát như này thì các bác ví dụ như là thực phẩm đồ ăn, bên ngoài thì bằng nhựa chống trơn trượt nhá, bằng nhựa chống nóng nhá. Và bên trong là bằng inox nhá, inox như này. Mỗi tầng là một bát luôn thì các bác có thể đựng cơm này, đồ ăn này, canh này, rồi gia vị đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em như này. Lắp vào cho em xong là mình đẩy cái quai này lên là xong. Đó, đẩy cái quai này lên cho em là xong. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Lắp vào, sau đó thì mình đẩy quai lên cho em là xong. Giá thì một cái bộ cặp lồng như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một cái mã cặp lồng 4 tầng như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và tiện ích luôn. Đấy. Lẫy liếc của nó sập cực kỳ là chắc luôn nhá. Các bác chỉ cần sập lẫy vào như này cho em là mình xách đi thôi. Đấy. Đậy vào là khít kín luôn. Đấy, cả nước cũng không thể ra được luôn các nhá. Đấy, nước cũng không ra được luôn. Đây. Quai sách quai đeo như này rất cẩn thận luôn các bác này. Đấy. Quai sách quai đeo rất là cẩn thận luôn, rất khít các bác nhá, rất khít như này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác cái van để xả hơi này. Đấy, van xả hơi luôn. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng 4 tầng nhá. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác mã sản phẩm đó là cái kéo gà. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là của Nhật và một mẫu là của Đức nhá. Đấy, đây. Hai mẫu kéo gà như này các bác này. Một mẫu của Nhật, một mẫu của Đức. Hàng của Nhật này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Thép SK5 không gỉ này, Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, thép SK5 không gỉ. Con này thì các chức năng như là các bác có thể dùng để cắt gà, cá, thực phẩm thức ăn này, kẹp cua ghẹ rất là ok này. Đấy, con này cũng vậy luôn. Thì con này nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức này, made in Germany. Con này thì sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Cũng có là phần khuyết này, cắt gà, cắt cá, cắt nem này. Đấy, thứ hai là có cái phần răng cưa này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá làm gà làm cá này. Đấy, kẹp cua ghẹ này, rồi mở nắp chai này, đa di năng như vậy luôn. Đó. Độ sắc bén thì như nhau, nhưng mà cái con của Nhật này thì nó dày hơn cho nên là cái giá nó sẽ cao hơn một chút nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là kéo gà của Nhật thì sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Và của Đức thì sẽ là 90.000 nhá. Đấy, thì có hai dòng. Con này là của Nhật này, tay to hơn này, dày dẫn hơn này, 130.000 này. Con của Đức này thì nó sẽ là mỏng hơn một chút thôi. Đấy, nhưng mà cũng rất là dày dẫn và chắc chắn rồi. Giá sẽ là 90.000 thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái mài dao ba khe nhé. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy, mài dao ba khe nhé. Đấy, lên cho em là mài dao ba khe đỏ này, mài dao này ba khe nhé, ba khe và nó màu đỏ như này, cho nên lên em mài dao ba khe đỏ 130k nhé, 130.000 cho em mài dao ba khe đỏ như này. Đây nó sẽ là một con dao, một cái dụng cụ mài dao rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần cầm dao như này, mình kéo lướt qua này, lướt qua này là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là mài thô, mài mịn và mài bén. Ba cái như này thì từ tay trái các bác kéo sang, cứ kéo đi kéo lại như này cho em khoảng 3 đến 4 lần một rãnh như này. Đấy là các bác kéo qua ba rãnh này là dao sẽ bén luôn và rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây. Katashiwa made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000, mài dao ba khe đỏ 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Con này thì nó sẽ là một cái dòng dao cực kỳ là sắc bén và tiện ích cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Đây, em sẽ test chặt sắt cho các bác xem này đây nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh sắt này các bác này. Đây, chặt sắt này các bác này. Đấy. Chặt sắt này, chặt xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Các bác thấy không? Đó, chặt sắt, chặt xương trâu, xương bò không có hề hấn gì các bác này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Hàng thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân hàng của Murato này, Murato made in Japan nhá. Made in Japan cho các bác luôn. Thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao chặt 1 cân, chiều dài khoảng 35 cm, phần bản của dao này là vào khoảng là 25 cm và chiều dày mình của dao thì nó sẽ là vào khoảng là 4 đến 5 ly. Con này thì chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều ok hết nhá. Lên cho em là dao 1 cân nhá. Đấy, dao 1 cân này, dao 1 kg, giá sẽ là 230k, 230.000 và bên em bao ship tại nhà cho bác luôn cho con dao chặt 1 cân như này. Đó. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đấy thì hôm nay em lại cập nhật các mã hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá, bật lửa Zippo. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ này, đây. American USA, đó hàng của Mỹ nhá. Đấy. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. American USA. Nó sẽ có đây, nó có in logo của câu lạc bộ Liverpool các bác này. Đấy, Liverpool. Đó. 1892 nhá, 1892. Hàng khá lâu đời rồi, bật lửa Zippo như này. Hàng khi các bác nhận hàng còn nguyên nguyên đai nguyên kiện này các bác này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Còn nguyên cả niêm phong luôn này các bác này. Đấy, nguyên niêm phong luôn. Đây. Em mở cho các bác xem này. Đấy, nguyên đai niêm phong như này các bác nhá. Đó. Và nó sẽ là một cái dòng bật lửa Zippo các bác này. Đấy. Có sẵn đá là về nhà các bác chỉ cần châm dầu vào đây cho em xong này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Đấy. Nghe cái tiếng nó kêu rất là thích luôn các bác này. Đấy. Đúng chất bật lửa Zippo luôn. Nghe tiếng tách tách thôi này. Đấy. Zippo xịn các bác nhá. Đó, Zippo xịn luôn. Hàng của Mỹ này. Đây. Đấy, về nhà các bác cho xăng thơm hoặc là cho dầu vào các bác sử dụng nhá. Đây. American USA này, United of American USA nhá. Hàng của Mỹ này, bật lửa Zippo của Mỹ nhá. Đó, đây. Rất ngon luôn, đá đánh cực nhạy luôn. Bật phát nào ăn phát đấy các bác này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95k nhá. Đấy, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo, giá của nó sẽ là 95.000 nhá. Đó. Bật lửa Zippo này, đó. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá. Đó. Bật lửa Zippo, giá sẽ là 95k nhá. 95k thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Có màu vàng và màu bạc nhá. Có màu vàng màu bạc như này. Mai kia thì em về có cái hình cả hình con rồng nữa. Đấy. Còn đây thì nó sẽ mới có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này thôi. Đấy thì các bác lên cho em là Zippo vàng hoặc là Zippo bạc nhá. Zippo vàng hoặc Zippo bạc. Giá thì đều là 95k một con nhá. 95.000 một con. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ghế hơi nhá, cái ghế hơi. Đó, đây. Nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ là bơm lên thì nó sẽ là một cái to và một cái nhỏ như này, một cái to và một cái nhỏ như này. Đó. Chất liệu của nó thì mặt trên này là bằng nỉ này, mặt dưới của nó là bằng da lộn nhá, bằng da lộn. Đó. Kích thước thì con to là cao 94. Đấy, cao là 94, rộng 1m22 và 102 các bác này. Đấy, còn con này là 2855. Đó. Thì các bác lên cho em là ghế hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là ghế hơi này. Ghế hơi. Giá sẽ là 350k nhé, 350.000 cho một chiếc ghế hơi như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cho các bác cả cái máy bơm này luôn. Đấy, có bán kèm cả máy bơm nhá. Đấy, máy bơm thì các bác lên cho em là máy bơm
lên cho em là máy bơm nhá, máy bơm hơi đó, máy bơm hơi thì con này giá sẽ là 80k cho cái máy bơm hơi như này nhá, 80.000 đó. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 là mình bơm cho em đây đấy, và nó sẽ có cho các bác các cái đầu như này thì các bác vừa cái nào thì các bác đút cái đấy cho em nhá. Đây đấy, các bác đút vào đây cho em này, đấy là mình bơm thôi đó, nó rất tiện ích nhá. Đây con này thì con ghế hơi này thì cái máy bơm này là điện 220V đấy, 50W nhá, 50W bơm rất là tiện luôn đó, bơm rất là tiện. Thì đây các bác về chỉ cần cắm và bật công tắc lên là mình bơm thôi đó. Thì các bác lên cho em là máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi giá thì sẽ là 80k cho một cái máy bơm hơi như này, máy bơm hơi 80.000 đó. Thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác bơm lên thì nó sẽ là như này các bác này, đấy nó sẽ như này cho các bác luôn đó. Nó sẽ có cho các bác là một con bé này, một con bé và một con to đấy, rất tiện luôn nhá, một con bé và một con to như này thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu bơm. Con này dùng rất là ngon luôn, người lớn trẻ em dùng được hết các bác này. Đấy, nằm nó rất là rộng rãi thoải mái luôn. Các bác có thể nằm để nghe nhạc này, lướt TikTok này hoặc là sử dụng đa di năng được luôn. Nó rất là tiện ích nhá. Đây con này, đó. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đó, các bác thấy không? Đó, bơm lên là xong. Đây. Đấy, dùng rất là ngon nhá. Nó sẽ có một con to, một con nhỏ. Đấy, bơm lên sau đó các bác đậy nắp vào. Mình dùng thì trong vòng một tháng thì nếu mà nó bị hết hơi đi thì các nó bị non đi thì các bác lại lắp máy bơm và các bác bơm đẩy lên cho em. Đó, tại vì trong khi dùng thì cái hơi này nó sẽ bị hao hụt nhá. Thì các bác lại bơm tiếp lên cho em là xong. Đó. Ghế hơi là 350 nhá. Ghế hơi 350, còn cái máy bơm này thì sẽ là 80.000 nhá. Máy bơm hơi 80.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bẫy chuột thông minh các bác này. Đấy đây. Các bác chỉ cần là ấn này là nó sập đẩy thôi các bác này. Đấy, và khi các bác này đấy, con chuột chạy qua là sẽ sập lẫy luôn các bác nhá. Đấy, sẽ sập lẫy luôn. Nó rất là tiện ích luôn. Đấy, con này nó đang bị kẹt các bác này. Đấy, đây các bác nhá. Đây, con chuột chạy qua cái là sập lẫy luôn, rất là tiện đấy các bác thấy chưa? Nó rất tiện luôn nhá. Cái này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15.000 nhá. Đấy, sập cực kỳ là mạnh luôn các bác. À, con này dùng rất là an toàn nhá. Khi các bác dùng thì không sợ bị kẹt vào tay hoặc là thế này thế nọ nhá. Đấy. Và khi đặt thì các bác cứ đặt cho em là 2-3 cái một chỗ luôn thì là nó chạy là nó sẽ không vào cái nọ là vào cái kia. Đấy, đập rất là mạnh luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác mấy cái con bẫy chuột như này giá thì chỉ có cho các bác là 15k thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bẫy chuột nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái bẫy chuột như này, 15.000. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. 15.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt của Đức. Con này thì nó vào khoảng là 4-5 lạng. Đấy. Hàng thì siêu bén luôn, hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Vào khoảng 4-5 lạng đây, hàng made in Germany này. Hàng thì nó sẽ là hàng liền thân luôn nhá. Hàng liền thân luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện. Liền thân như này thì dùng nó rất là tiện rồi. Và dao thì cũng rất là bén luôn. Đấy, khoảng 4-5 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Chiều dài khoảng 30cm. Và bản của nó vào khoảng là bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 10cm các bác. Đấy, các bác dùng để thái băm chặt rất là ok. Chặt gà, chặt cá rất là ok nhá. Đấy, lên tem là dao chặt Đức nhá. Dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000. Đó, dao chặt Đức này. Dao chặt Đức giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con dao chặt Đức như này, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Nhật các bác này, kem đánh răng của Nhật đây. Đấy thì giá sẽ là 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này. 60.000 cho một hộp kem đánh răng Nhật như này các bác nhá. Đây, hàng made in Japan này, hàng nội địa của Nhật. Hàng này khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng nó sẽ là nguyên tem nhá, nguyên tem như này. Đấy, khi vận chuyển có thể nó bị sọc sạch hoặc mất cái tem này thì các bác thông cảm, tại vì đóng gói vận chuyển mà. Còn cái này thì nó sẽ không có niêm phong nhá, nó sẽ không có niêm phong đâu. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng tinh chất gạo, tinh chất gạo. Con này thì chuyên chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một lọ kem đánh răng Nhật như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật rất là thơm luôn. Đó, kem đánh răng Nhật rất thơm luôn. 60k nhá. 60.000 cho một típ kem đánh răng Nhật như này. Rất thơm cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Thìa của Đức đây. Đấy, hàng thìa Willing của Đức cực kỳ dày luôn. Đấy, hàng này khá là dày dẫn chắc chắn nhá, siêu dày cho các bác luôn. Đây. Đấy, Willing hai hình người rất dày dẫn, hàng inox 304. Con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, mình dùng để ăn cơm, ăn cháo, ăn bún, ăn phở đều ok hết nhá. Đấy. Cho trẻ em cũng rất là ok luôn. Thì một vỉ như này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên cho em là thìa Đức nhá. Đấy. Thìa Đức này, giá sẽ là 60k cho một vỉ thìa Đức như này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 cái, 5 cái thìa Đức 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hộp kim chỉ này. Đấy. Thì một cái bộ kim chỉ như này giá chỉ có 25.000 thôi. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ combo như này mà giá 25.000 nhá. Bao gồm cho các bác là thước đo này, rồi đầu xỏ kim này, đây.
Đấy, cái này là cái đầu xỏ kim các bạn này, đầu để xỏ kim này, rồi kim băng, rồi thước đo, rồi đê này. Và cái combo chỉ này bao gồm cho các bác là một bộ kim này, một bộ kim như này, một bộ kim bao gồm là 10 quận và một vỉ kim như này, một bộ chỉ và một vỉ kim như này các bác này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, combo như này. Giá chỉ có 25k thôi, 25.000 cho một cái bộ kim chỉ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá, hộp kim chỉ. Giá sẽ là 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Thì con này nó sẽ khá là tiện ích để cho các bác mình sử dụng để mình vá víu. Tại vì ưu điểm của nó là rất là nhiều màu chỉ khác nhau luôn, có tới 10 quận với 10 màu khác nhau. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng, nó rất là đa tính năng. Bây giờ nếu các bác đi mua mà đủ được cái loại chỉ như này cũng rất là hiếm luôn, và nó sẽ là tốn rất là nhiều. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá, kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bộ dao sói các bác này, bộ dao sói. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 món và giá thì cực tốt cho các bác luôn. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 món luôn. Đấy, 6 món như này, bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo và một nạo. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đây, em sẽ test dọc giấy cho các bác xem nhé. Con này thì dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, đây. Con này con nào cũng sắc luôn, con này. Đấy, sắc như nước luôn các bác thấy không? Đó. Rất là sắc nhá. Đây, Japan này, hàng của Nhật này. Hàng này nó sẽ là phân khúc hàng tầm trung nhá, giá hợp lý cho các bác luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Đấy, rất sắc luôn nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao như này các bác này. Đấy. 4 con dao. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là, cứ bỏ ngoài đi, em kiểm tra thôi, em chuyển khoản cho. 4 con dao này, một kéo và một cái nạo. 4 dao, một kéo, một nạo như này. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Các bác lên cho em là lư đồng này, giá sẽ là 170.000, 170.000 cái lư đồng như này. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái lư như này các bác này. Một cái lư. Cái gì đấy? Không, để tí anh kiểm tra. Cái lư đồng này nhá. Đấy, một cái lư đồng như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hoa văn hình hoa sen này rất là đẹp các bác này. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân để các bác để nhang lên các bác đốt này, chân để nhang lên các bác đốt. Đó, rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng đồng nhá, chất liệu bằng đồng. À, đường kính vào khoảng là 8 đến 10 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đường kính khoảng 8 10 cm, chiều cao 5 cm. Đấy, chất liệu bằng đồng. Đấy, chất liệu bằng đồng như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em là đây, cái nắp này của nó làm cái hình búp sen rất là đẹp này, chất liệu bằng đồng tự nhiên này, đồng vàng rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, cái này là cái để các bác để cái nhang lên đây. Đó. Giá thì chỉ có 170.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là lư đồng nhá. Lư đồng giá sẽ là 170.000 cái lư đồng như này các bác này. Đấy, 170k. Lên cho em là lư đồng 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái sạc điện thoại đây. Đấy, nó sẽ là một cái sạc béo như này. Và ở cái đầu này nó sẽ là ra 3 chân và có đèn báo nhá. Đấy, nó sẽ là 1 2 3 chân như này và có đèn báo luôn. Ra 3 chân có đèn báo, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng. Cái này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. 50k cho một cái dây sạc béo như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Đấy, những cái đầu này của nó đều có đèn báo hết và chống đứt cho các bác rất là tốt luôn, chống đứt, dẫn điện nhanh, dây to các bác nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh của iPhone. Đây, bao gồm là một củ sạc và một dây như này, công suất là 20W này. Sạc nhanh của iPhone. Đây. Đấy, iPhone này các bác này. Đây. Sạc nhanh của iPhone. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đây, nó sẽ là một cái chảo như này các bác này. Con này các bác dùng để mình chiên ngập dầu rất là ok, nó còn kèm cho các bác là một cái ấy như này luôn. Kèm cho các bác là một cái giá đỡ như này. Đấy, tráng đá chống dính, tráng đá chống dính và chiên ngập dầu rất là tốt các bác, chiên nem, chiên gà, chiên tôm cho vào đây cho em, rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, đường kính 20 cm nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá sẽ là 100.000. 100.000 cho cái chảo chiên ngập dầu hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính là 20 cm. Đó, chảo chiên ngập dầu. Giá sẽ là 100k nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái thanh chắn cửa này. Đã bắt đầu đến mùa đông rồi, à đến mùa hè rồi. Thì các bác dùng điều hòa này, vừa chắn điều hòa cho khỏi mất gió lạnh này, hoặc là côn trùng kiến gián, các bác chỉ cần đẩy vào khe cửa cho em. Đây. Ví dụ đây là cái cửa này, các bác chỉ cần đẩy vào này cho em là xong này. Đấy, đẩy này thì nó sẽ chắn cho cái cửa của các bác rất là tiện ích luôn. Đấy. Cửa ra vào nó chắn rất là tốt nhá. Giá thì chỉ có 30.000 cho một cái thanh chắn cửa như này thôi.
lên mã giúp cho em, nó là thanh chắn cửa chiều dài khoảng 90cm nhé. Đấy các bác chỉ cần xiên vào cái khe cửa là xong. Thanh chắn cửa giá sẽ là 30k. Đấy, mưa, gió, bụi bẩn, kiến, dán, côn trùng đều ok hết nhá. Kiến, dán, côn trùng và mất gió điều hòa nữa. Đấy, đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác không cần phải cho rẻ, cho ấy gì nữa. Đây, đấy, silicone mềm nhá. Rất là tiện luôn, bên dưới lót vải này. Chỉ cần đẩy vào là xong. Nhà, đấy, các bác đưa vào. Côn trùng, kiến, dán, ruồi, muỗi, chuột, bọ rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. Lên mã giúp em là thanh chắn cửa rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Bà Mướn nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật rất là nhiều máy hàng mới luôn. Em lại lên video gửi tới các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là em về cho các bác cái mã đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt cái này thì cũng nhiều khách hỏi và đợt này mới lại có hàng về. Thì một túi này của nó sẽ vào khoảng là 30 chiếc. Đấy, đầy đủ to nhỏ lớn bé. Thì khi mà các bác dùng đồ điện ấy thì các bác dùng cái đầu bấm cốt này thì nó sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn, rất là chuyên nghiệp luôn. Dùng nó an toàn và chuyên nghiệp. Nếu các bác dùng mà không có cái đầu bấm cốt này thì nhiều khi điện đóm nó bị mo ve, bị chập chờn. Thì ví dụ các cái đầu dây là các bác chỉ cần đưa vào những cái đầu bấm này là mình bấm, sau đó thì mình vặn ốc vặn yếc vào, nó rất là chuyên nghiệp luôn. Lên mã giúp cho em là đầu bấm cốt nhé. Giá thì sẽ là 50k cho một bịch đầu bấm cốt như này. Một bịch này của nó là tầm khoảng 30 chiếc. Đấy, 30 chiếc. Lên mã giúp cho em đó là đầu bấm cốt này. Đấy, đầu bấm cốt. Đầu bấm cốt nhá. Đầu bấm cốt này, giá sẽ là 50k trên một bịch nhá. 50k trên một bịch bao gồm là 30 chiếc nhá. 30 cái, 50.000 cho một bịch như này, bao gồm 30 cái này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phin pha cà phê hàng của Trung Nguyên nhá, hàng của Trung Nguyên. Đấy, thì Trung Nguyên này nó là một cái thương hiệu cà phê nổi tiếng trên toàn cầu rồi, cả Việt Nam và toàn thế giới rồi nhá. Cả Việt Nam và toàn thế giới luôn. Đó. Phin của nó thì là dòng phin bằng nhôm nhá. Đấy, dòng phin bằng nhôm. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Dòng phin bằng nhôm nha. Và đây nó sẽ có cho các bác là cái cữ pha cơ bản này. Đấy, phin bằng nhôm, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái phin pha cà phê như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là phin pha cà phê nhá, phin pha cà phê. Giá sẽ là 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Đó. Giá thì khá là hợp lý để cho các bác sử dụng. Đấy, rất là tiện ích luôn. 40k cho một cái phin pha cà phê bằng nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha cà phê buổi sáng, hoặc là các bác uống cà phê thì mình dùng cái này kia. Phin pha cà phê giá sẽ là 40k cho một bộ phin như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm đó là cái xích mèo nhá. Đấy, con này thì nếu mà các bác xích các cái loại chó nhỏ cũng được, hoặc là không thì mình chỉ dùng để xích mèo thôi. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác một cái đai tròn như này nhá, một cái đai tròn như này. Và xích là bằng inox này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu quặc như này, đầu quặc này các bác này. Đấy. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 1,5 m nhá. Chiều dài khoảng 1,5 m. Đây. Đấy, em sẽ tháo ra một cái cho các bác xem. Con này thì rất là tiện ích các bác dùng để xích chó, xích mèo rồi các loại chó con. Chó con các bác nhá. Đấy. Chó con hoặc là mèo rất là ok, thì nói chung là chó con cũng được. Đấy. Bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Hàng này của nó là hàng liền nhá. Hàng liền này thì các bác này. Đấy. Hàng nó dập gần như là liền luôn. Đấy, giờ gần như là liền luôn các bác nhá. Đấy đây. Thì cái này thì em không biết là nó có liền hay không, nhưng mà trông nó khít lắm. Đây các bác này. Đấy, trông nó khít lắm thì chắc là nó liền đấy các bác. Đấy. Thì nó dập như này chắc là cái này nó có thổi thổi liền rồi. Có thổi liền như này các bác này. Sáng bóng đẹp luôn nhá. Đó đây. Đấy, và đây nó sẽ là cái khuy chốt của nó này. Và đây là cái đầu quạc này. Đấy. Chiều dài khoảng 1,5 m nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là xích chó mèo này. Đấy, xích chó mèo. Giá thì gửi tới các bác cái giá chỉ có 40.000 đồng cái xích chó mèo này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xích chó mèo này. Đấy. Xích chó này. Đấy, xích chó cũng được, xích chó mèo nhá. Chủ yếu là các bác dùng để xích mèo thôi và chó con thôi. Xích chó mèo. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc như này. Đấy. Thì cái này của nó thì nó chỉ nhỏ như là đây, trong cái ngón tay này các bác này. Đấy, nó trong ngón tay này. Chiều dài của nó thì vào khoảng 2 phân và cái chiều ngang này của nó thì khoảng là gần 1 phân nhá. Đấy. Thì các bác cảm nhận này, đây, nó sẽ là trong cái ngón tay như này các bác này. Đấy, không các bác về các bác nhận hàng này mà to nhỏ thế nào thì nó phức tạp. Đấy, giá thì chỉ có 40k cho một cái xích chó mèo này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Thì ở đây nó sẽ là cái vòi màu cam và màu xanh như này. Màu cam và màu xanh như này, cho nên là bên em lên là vòi cam xanh nhá. Và con này thì nó sẽ là một cái dòng mà chia ra làm hai đường nước này, chia ra làm hai đường nước như này. Đó. Chia ra làm hai đường nước như này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 50k thôi. 50k nhá. 50k cho một cái
xích chó mèo như này nhá, 50.000. À xin lỗi các bác, là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này. Đấy. 50.000 nhá, chia ra làm hai đường nước và có đầu xoáy như này nhá, có đầu xoáy như này luôn. Các bác có thể kết nối với các cái hệ thống vòi xịt rửa, tưới cây rất là tốt luôn. Đó, và cái này thì hệ thống dẫn nước của nó rất là tốt nhá, dẫn nước rất là tốt luôn. 50k thêm cái vòi cam xanh như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED 140.000 một chiếc. Đây, nó đúng như trên hình này luôn, nó hiển thị như trên hình này nhá. Có hẹn giờ rồi, có chuông báo rồi, có cập nhật nhiệt độ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ làm con đồng hồ LED như này, chiều dài khoảng là 17-18 cm và chiều cao thì khoảng 5 cm. Đấy thì các bác để trên bàn như này nó rất là tiện này. Đây. Đấy và số nó sẽ hiển thị như trên hình như này. Đấy và con đồng hồ LED này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá, 140.000 cho cái mã đồng hồ LED như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k cho cái mã đồng hồ LED này nhá, 140.000. Lên cho em là đồng hồ LED, giá sẽ là 140k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Cái này nó sẽ là bật lửa kèm đồng hồ luôn và nó không có ga đâu, về nhà các bác tự bơm ga cho em. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga. Đồng hồ đang chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy, còn bật lửa về nhà các bác tự bơm ga và có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng như này. Các bác theo. Đấy, có đèn báo sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Bật lửa đồng hồ về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga này. Tự bơm ga. Đấy, lên cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ này. Về nhà các bác tự bơm ga cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ lấy dây tai đa năng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng lấy dây tai đa năng như này. Cái dây tai này đang bán bao nhiêu đấy Phương? Thì nó sẽ là con này bên em đang bán là 30.000 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ là hời luôn, chỉ còn 20k thôi. Đấy, 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhá. 6 chi tiết và đựng trong một cái lọ như này, đựng trong một cái lọ bằng inox như này các bác này. Và có gioăng chống nước luôn, thì các bác có thể treo vào móc khóa này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đa năng nhá. Bộ này đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, chỉ còn 20k thôi. 20k cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này các bác nhá. Giá rất tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ nước hoa này. Đấy, nước hoa thì nó sẽ có cho các bác là nước hoa Chanel và nước hoa Gucci. Giá thì đều là 120.000 cho một lọ như này nhá. 120.000 cho một lọ như này. Đấy, dòng này thì nó sẽ là hàng Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đây. Made in UK này. Đấy, UK là Anh Quốc các bác nhá. Đấy. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Pháp này. Chanel này thì là của Pháp này. Made in Fancy này. Đó, đây, Made in Fancy nhá. Hai lọ này thì giá đều là 120.000 một lọ nhá. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Đây là Gucci này, Gucci là hình cây lá này. Đấy, còn Chanel thì nó sẽ là hình màu xanh đen như này và giá đều là 120.000 nhá. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện em cũng không tiện bóc ra nhá, cũng không tiện bóc ra luôn. Đó, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này 120.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bật lửa rồng nhá. Đấy, à các bác, bật lửa viên ngọc này. Đây. Đấy, các bác lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Ở trên nó có đính một viên ngọc như này. Và con này thì nó dùng bằng đá này, dùng bằng đá và các bác cho dầu gọi là dầu thơm hoặc là xăng vào đây là đều được nhá. Đấy thì các bác dùng thì các bác biết rồi, cho cái gì là các bác biết rồi các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Nó có đính một viên ngọc như này, rất là đẹp luôn. Bật lửa ngọc 130.000 này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng của thương hiệu Crotman của Mỹ này, Crotman USA nhá. Kìm chết của Mỹ như này. Đó, Crotman USA, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, Crotman USA. Con này thì bên shop cũng đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi nhá. 100k cho một con kìm chết Mỹ như này. Đấy, lên cho em là kìm chết Mỹ 100.000. Con này thì dùng bao phê luôn các bác nhá. Bao phê cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100k cho một con kìm chết Mỹ như này thôi. Đấy, 100.000 các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái bộ dao đen nhá. Đấy. Bộ dao đen. Bộ này thì sẽ bao nhiêu nhỉ? 130.000. Bao gồm cho các bác là hai con dao bản to này. Hai con dao bản to thì con này thì nó sẽ là độ dày vừa phải thôi, thì các bác có thể dùng để thái hoặc là chặt nhẹ thôi nhá, chặt nhẹ và băm thôi. Chứ nếu các bác dùng để chặt gà thì gà nhỏ thì được, chứ còn gà to là không được nhá. Nó chỉ nặng khoảng 2.5 lạng đến 3 lạng thôi, 2.5 lạng đến 3 lạng nhá. Hàng thì siêu bén luôn con này. Đấy, rất là bén luôn con này, rất là bén luôn đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao như này. Cán của nó thì bằng nhựa nhá, thép của nó là thép vân gỗ này, thép vân gỗ như này đó. Cán bằng nhựa, thép vân gỗ.
và có kèm cho các bác là một con kéo này thì có thể cắt gà, cắt cá này, khui bia này, làm vẩy cá này, mở nắp chai kẹp cua ghẹ này. Đấy, và một con liếc như này. Đấy, combo cho các bác một cái bộ dao đen 5 món như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Đấy, bỏ anh tờ giấy này. Đấy, combo cho bác luôn. Đấy. Combo cho bác như này, xé cái quyển này. Đấy, 130.000 nhá. Đây em sẽ test em dọc giấy cho các bác xem này. Đấy. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy. Cái tờ giấy này. Đấy, thấy không? Đây. Đấy, một cái tờ giấy rất là mủn nhá. Đấy, mà em cũng dọc được bình thường thôi này. Đấy. Rất bén luôn các bác. Đấy. Hàng siêu bén luôn. Các bác thấy chưa? Đó. 130.000. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Phương hỏi cái này đi. Bộ dao đen này, 130.000 này. Đấy, cái GP7 này hỏi đi. 130.000 cho cái bộ dao đen như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đấy, bàn chải điện. Thì đây nó sẽ là một cái bàn chải điện như này, bao gồm cho các bác là một đầu điện và bốn đầu bàn chải nhá. Một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy, một đầu điện, bốn đầu bàn chải như này. Đấy. Đấy, một đầu điện và bốn đầu bàn chải như này. Một con thân máy điện và bốn cái bàn chải nhá. Đấy, bốn cái bàn chải như này. Kèm thêm một cáp sạc. Hả? Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác nhá, về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Bán bao nhiêu? Đấy. Đây các bác này, đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, nó rung rất là mạnh luôn các bác này. Đấy, rung rất là mạnh luôn. Đó. Đấy, rung như này thì là khi các bác đánh răng thì nó giúp vệ sinh răng lợi rất là tốt này. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng thêm này lên video tranh thủ gửi tới các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ chuông cổng nhá các bác nhá. Đấy. Cái chuông này thì các bác để ngoài cổng để mình có khách khứa về thì mình sử dụng nó rất là tiện. Có khách đến nhà thì các bác chỉ cần là có người người ta bấm chuông là xong. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán tích kê này các bác này, để các bác dán cái miếng dán này vào trên cổng nhà mình này. Đấy. Và một quả chuông như này. Một cái chuông như này thì nó dùng nó rất là đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả nhá. Hướng dẫn sử dụng thì không có cái gì là phức tạp cả. Hàng thì bảo hành cho bác yên tâm sử dụng luôn. Đơn giản, về nhà các bác chỉ cần cắm cái cục chuông này vào điện lưới cho em này, điện 220 này. Sau đó thì các bác gắn cái này ở ngoài cổng này. Đấy, là các bác có người đến nhà người ta chỉ cần bấm này. Đấy, rất tiện các bác nhá. Đây. Đó, nó rất là tiện luôn. Đấy. Thì sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cắm cái con này vào trong nguồn điện 220V, cắm vào trong nhà mình ấy, để mình nghe được tiếng chuông nhá. Còn lại là cái này thì các bác có cái miếng dán này rồi, các bác bóc ra, các bác dán vào cổng cho em, dán vào ngoài cổng, ngoài tường ấy. Đấy, là khi mà khách họ đến là họ sẽ bấm chuông là xong. Và lưu ý các bác là khi mà các bác sử dụng ấy thì dán cái này là dán vào cái chỗ mà không bị nước mưa các bác nhá, không bị nước mưa ấy thì nó sẽ bền chắc chắn hơn. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là chuông cổng nhá. Đấy, chuông cổng này. Đấy. Chuông cổng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 nhá, 145.000 cho một bộ chuông cổng như này nhá. Lên cho em chuông cổng 145.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng áp quy nhá, bóng áp quy. Thì con này nó cũng rất là tiện thôi. Thì ví dụ như là nhà các bác có gọi là áp quy đấy. Nhà các bác có áp quy thì các bác dùng cái này cho em. Để phòng khi mất điện thì mình dùng cái bóng này mình kẹp vào cho em vào áp quy nhá. Đấy, thì bên đỏ này là dương này, bên đen này là âm này. Thì các bác chỉ cần kẹp vào cái áp quy, sau đó thì mình treo lên để mình lấy ánh sáng nhá. Bóng này nó chuyên dùng cho áp quy 12V. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một quả bóng áp quy như này. Lên cho em là bóng áp quy, giá sẽ là 40.000 nhá. Đấy, bóng này là chuyên dùng cho áp quy. Đấy, lên mã giúp cho em là bóng áp quy nhá. Bóng áp quy này. Đấy. Bóng áp quy. Bóng áp quy. Giá của nó sẽ là 40.000 trên 1.000 một quả nhá. 40.000 trên một quả bóng áp quy như này. Đó. Đây các bác này, đấy, đây là em đang kẹp. Đây là em đang kẹp vào cái em đang kẹp vào cái quả đây. Đấy, em đang kẹp vào cái cục của cái này là con sạc bình 12V nhá. Đấy, sạc bình 12V này. Đấy, bóng rất là sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác có cái áp quy 12V thì các bác sạc vào cho em. Dùng cho em. Đây em đang kẹp vào cái bình áp quy 12V đây. Đấy, cái bình áp quy 12V này. Đấy. Và em đang cắm dạng như là cắm sạc đấy. Đấy, đang kẹp vào như này là xong. Đó. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, và rất là sáng luôn. Bóng thì rất sáng vào đây. Đấy, bóng rất là sáng luôn. Các bác thấy chưa? Đó, bóng rất sáng luôn nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác dùng cho áp quy thì rất là tiện. Nhà bác nào có áp quy thì mình dùng cho em. Đó. Và tiện đây em giới thiệu luôn cái con sạc bình áp quy 12V nhá.
Con này thì dùng để sạc bình ắp quy này, công suất của nó là 5A nhá, 5A. Đây. Đấy 12V 4A này, đấy 100A. Đấy và con này thì sạc ô tô, sạc xe máy đều ok hết nhá. Con này thì nó vừa là các bác vừa là sạc ắp quy này, vừa khử xun phát này, rồi nói chung là đa chức năng luôn, chống đảo chiều, khử xun phát. Các bác kể cả các bác có đấu vào mà bị đảo chiều cũng ok luôn, không có vấn đề gì nhá. Hàng này của nó thì nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Anh, Pháp, Mỹ, Ý rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, nói chung là rất xuất đi khá là nhiều nước luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 cho một cái con sạc bình ắp quy 12V này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là sạc 12 nhá, sạc 12 này, đó. Sạc 12 giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn năng lượng mặt trời các bác. Đây nó sẽ là một con đèn năng lượng mặt trời như này. Đầy đủ các cái phụ kiện cho các bác luôn. Đó, đầy đủ phụ kiện như này các bác này. Đấy. Đây một con đèn như này nhá. Đó. Rất sáng luôn các bác. Có phụ kiện đi kèm đây. Có ốc kia cái thứ có vít để các bác bắt vào trong trên cái cột thép nhà mình nhá. Đó. Và con này rất là sáng luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn năng lượng kèm pin, kèm sẵn tấm pin như này nhá. Kèm sẵn tấm pin này cho các bác luôn. Đó. Thì về nhà các bác chỉ cần là bắt cái đai này vào thôi. Bắt cái đai này lên cột này vào cái vị trí có đủ ánh sáng cho em là xong. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 50 và chiều rộng thì vào khoảng là 25. Đấy, chiều dài thì nguyên cái phần thân đèn này vào khoảng là 60 đi, 60 này. Đấy. Và con này thì đây. Đấy. Ban buổi tối thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. Cảm biến nhá, cảm biến các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng cảm biến. Con này thì tiêu chuẩn IP nhá, tiêu chuẩn IP kháng nước cho các bác luôn, tiêu chuẩn IP kháng nước. Rất sáng luôn các bạn, rất sáng luôn. Đây em sẽ tắt điện đi để em test cho các bác xem. Tắt điện đi em test cho bác xem luôn. Tiêu chuẩn IP kháng nước cho bác luôn. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Đây em sẽ test cho các bác xem này. Đó. Đây các bác này. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất sáng luôn. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy có mỗi một quả bóng này thôi này. Đấy. Mỗi một quả bóng này thôi. Đấy rất sáng luôn nhá. Đây em bật cho bác xem. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây. Cả kho nhà em này, sáng trưng luôn các bác này. Đấy. Con này các bác dùng thì thích lắm. Công suất của nó thì khá là lớn luôn. Công suất của nó khá lớn luôn. Để em xem cái con này thì công suất của nó sẽ là bao nhiêu watt nhá. Đấy. Rất sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, em dọi ra hàng này. Rất sáng luôn các bác thấy chưa? Đó, rất sáng nhá. Dùng con này thì chấm hết luôn các bác thấy chưa? Đó. Sáng cả một khoảng sân luôn các bác có thể dùng để khoảng sân mình trời tối thì rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất là hợp lý, chỉ có 590.000 thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn cột nhá. Đấy, đèn cột. Đèn cột năng lượng, đèn cột năng lượng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 590k nhá. 590k cho một con đèn cột năng lượng như này. Và bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, 590k nhá. 590.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế. Giá thì chỉ có 80k trong con đồng hồ nhiệt kế như này thôi. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em này. Cái này bên em bán thì nó sẽ không có kèm pin đâu nhá. Bán thì không kèm pin. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, đúng 12 giờ trưa thì đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy. Cứ đúng 12 giờ trưa thì các bác. Đúng 12 giờ trưa thì các bác lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin, đây là quả pin mẫu em lắp vào cho các bác xem thôi. Đây. Đấy, đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó sẽ cập nhật cho các bác. Thứ nhất là nhiệt độ này, độ ẩm và giờ sẽ là 12 giờ. Đấy, đây nó sẽ có một cái lẫy như này. Đấy, các bác có thể để rất là tiện này, số điện tử đẹp rõ ràng này. Nhiệt độ hôm nay đang là 25,7 độ C này. Độ ẩm là 99%, miền Bắc đang nồm rất là mạnh luôn. Đấy, 12 giờ nha, các bác cứ đúng 12 giờ trưa lắp vào cho em. Đó. Lên cho em là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy, đồng hồ nhiệt kế này. Đồng hồ nhiệt kế giá sẽ là 80k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì được làm từ sợi carbon các bạn, được làm từ sợi carbon. Con này thì các bác dùng là nó sẽ là số điện tử thì dùng nó cũng rất là tiện các bác này. Đấy. Dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá, số điện tử đây các bác này. Đấy. Bấm này là số nó sẽ lên đây, nó có lẫy cản pin thì các bác rút ra cho em này. Đấy, và dòng này nó sẽ là dòng số điện tử các bác nhá. Số điện tử đây. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là ba cách đo là đo đường kính bên trong này. Đấy, đo đường kính bên ngoài này. Đấy, và bên ngoài bên trong và đo chiều sâu nhá, chiều sâu 15 cm. Đấy, và con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, thước thì được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, chứ là sợi carbon. Đấy, nôm na nó là như vậy. Và giá thì sẽ là 100k nhá.
Đấy, 100k. Nên em là kẹp rem điện tử nhá, kẹp rem điện tử giá sẽ là 100.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng thước kẹp rem bằng cơ nhá. Đây, con kẹp rem bằng cơ này thì giá của nó sẽ là 150.000. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật và được làm từ thép các bác nhá. Đấy, được làm từ thép. Con này thì làm từ thép thì con này dùng bền đẹp chắc chắn và số của nó thì siêu chuẩn luôn, số nó siêu chuẩn luôn các bác này. Đấy. Đây. Đây đây để các bác đo rem bao nhiêu rem là đo đây, các bác cứ kẹp ở đây là chính xác luôn nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là bên trong, bên ngoài và chiều sâu, được làm từ thép nhá, được làm từ thép. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng hàng bãi của Nhật nhá. Đây. Unica Japan này. Đấy, hàng bãi nội địa Nhật nhá. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. 150k cho một con thước kẹp rem như này. Đấy, lên cho em là thước kẹp rem cơ nhá, thước kẹp rem cơ. Giá sẽ là 150k cho em thước kẹp rem cơ như này nhá, 150.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái dầu gió của Mỹ nhá. Đấy, dầu gió của Mỹ. Đây. Đấy. Thì đây là cái dầu gió của Mỹ các bác này, dầu gió của Mỹ đây. Đấy. Một hộp một lọ này thì sẽ là 40.000. Một lọ này sẽ là 40.000 các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k, hàng nguyên đai nguyên tem nguyên kiện như này. Còn các bác lấy cả dây này thì giá của nó sẽ là 450.000 cho một dây này 12 lọ này. Một dây này sẽ là 12 lọ hàng dầu gió của Mỹ. Đây, các bác này. Đó. Hàng thì sản xuất tại Singapore và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng sản xuất ở Singapore và xuất cho thị trường Mỹ. Đấy. Đây. Đấy, đây cái hộp này em bóc rồi đây các bác này. Đây. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này, đấy, xuất cho thị trường Mỹ này. Đây, USA các bác này. Đó, đây, USA nhá. Hàng xịn 100% luôn, xuất cho thị trường Mỹ luôn các bác nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nắp là nắp xoáy 2 lớp nhá. Nắp xoáy chống tràn 2 lớp, cực kỳ an toàn luôn. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Các bác bị đau bụng này, rồi cảm nóng cảm lạnh rồi ok, dùng được hết nhá. Hàng xuất cho thị trường Mỹ, dầu gió xanh nhá, 40.000 một lọ nhá. Lên mã giúp cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Và các bác mua cả dây này nhá. Nếu các bác mua cả dây này là 12 lọ thì giá sẽ là 450.000 này, 450.000. Còn mua một lọ này thì sẽ là 40.000 cho một lọ dầu gió xanh như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái võng xếp nhá. Võng xếp này. Đấy, con này thì ra hỏi giá cái này cho anh luôn. Con này thì bên shop về lâu lắm mới lại có hàng về cho các bác. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Đây, một cái dòng võng xếp như này, võng xếp cao cấp Sài Gòn nhá. Đó, đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng võng rất là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái võng như này. Nguyên cái chiều rộng của cái be này vào khoảng là gần 60 nhá, gần 60. Và chiều dài này. Chiều dài của võng thì ra nghe cho anh tí nào. Chiều dài của võng thì khá là dài và rộng luôn nhá. Đấy, khi mà nó banh hết ra thì nó rất là rộng các bác này. Đấy, đây, các bác thấy không? Đây, cái võng này thì nó luôn luôn ở cái chế độ banh như này thì các bác nằm không sợ bị lật này và rất là tiện, mình chỉ cần ngả lưng xuống là nằm được luôn, không cần phải dùng tay để mở võng nhá. Đây, nó có phần đai như này. Tổng chiều dài thì từ đầu nọ đến đầu kia tính từ cái phần mỏ quạc này thì nó vào khoảng là trên 2 mét nhá, tầm 2 mét rưỡi. Nguyên thân võng này thì nó cũng đã vào tầm là khoảng là 2 mét rồi. Đấy. Nguyên thân võng này thì nó vào tầm khoảng 2 mét rồi đây các bạn này. Đấy, nguyên thân võng nó khoảng 2 mét nhá. Và cái lưới này của nó là lưới dù quân đội nhá, lưới dù quân đội và nó sẽ là dòng 2 lớp. Cho nên các bác dùng thì cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Đấy, các cái phần đai quặc như này thì nó bằng thép hết nhá, bằng thép đúc liền hết này. Và riêng cái phần này thì nó là một cái thanh thép lớn. Đấy, một thanh thép lớn để nó giữ cho cái võng nó luôn được banh ra. Đó. Nếu như các bác mà mua ở cái những cái người mà người ta bán rong ở dọc đường ấy, họ sẽ bán cho cái võng này các bác tầm khoảng 200 đến 250 nhá. 200 đến 250. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop bán cho các bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác lên cho em là võng xếp nhá. Đấy. Võng xếp giá của nó sẽ là 120k nhá, 120.000 cho cái võng xếp như này. Cầm anh cái võng dù luôn. Đấy, các bác lên cho em là võng xếp nhá, giá sẽ là 120.000 một chiếc thôi. Đó, 120.000 cho cái võng xếp như này thì khá là tiện dụng cho các bác sử dụng nhá. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái mã võng để các bác mang đi đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi phượt. Hoặc là các bác dùng để mình ngả lưng buổi trưa ở dọc đường. Các bác có thể bỏ vào cốp xe máy, xe ô tô. Hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng được. Nó rất là tiện. Mang ra ngoài vườn mình trăng lên cây. Đấy, trăng lên cây mình nằm.
thì con này nó rất là tiện, sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này đấy, và một con võng như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là quai có sẵn dây đeo như này luôn, có sẵn dây đeo luôn. Chiều rộng của võng thì nó cũng vào khoảng là 80 và chiều dài thì khoảng trên 2 mét, và có dây dù sẵn như này, có dây dù sẵn như này, và các bác có thể gấp gọn được. Đấy, dặn võng này thì các bác lên cho em là võng dù quân đội Nhật nhá. Đấy, cái hàng này thì hàng của Nhật, nó sản xuất cho chuyên cho quân đội. Đấy, sản xuất chuyên cho quân đội nhá. Thì con này nó rất là tiện ích, vải của nó là vải dù dệt vải dù và nó là dệt 5D thoáng khí nhá. Đấy, vải dù dệt 5D thoáng khí như này. Thì một con võng dù như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 90.000 nhá. Các bác lên cho em là võng dù này. Đấy. Lên mã giúp cho em là võng dù nhá. Đó. Võng dù giá của nó sẽ là 90k cho một cái võng dù này thôi, giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng thì đây, em về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này: màu đen này, màu xanh quân đội này, màu be này, và màu màu này là màu gì? Màu xám nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là màu đen, màu xanh quân đội, màu be và màu xám nhá. Đấy, có 4 màu cho bác luôn. Màu này sẽ là màu xám này. Đấy, tiếp theo là màu be này, màu be hay còn gọi là màu trắng cũng được nhá. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là một màu đen và một màu xanh quân đội. Đây, em sẽ độ thử cho các bác xem. Đó, đây em sẽ độ thử cho các bác xem luôn. Dòng này thì chuyên để chống nắng và đó. Đây, thì các bác chỉ cần là độ vào cho em như này. Đấy, độ vào cho em như này. Đó, và ngoài ra thì nó sẽ có cái phần là cái phần che ở đằng trước đây. Che đằng trước thì các bác chỉ cần là bấm cái cúc này vào cho em này, bấm cái cúc này vào. Đó, bấm cúc này vào. Sau đó thì mình đội lên như này cho em này. Đó, đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm cái cúc này vào này. Đấy, sau đó mình đội lên thì đây nó sẽ có cái phần nó sẽ che cho các bác này. Đấy, che cho các bác như này, vừa là kín mặt vừa là kín cổ này. Và đằng sau này nó sẽ chùm hết kín như này luôn. Đó. Thì khi các bác đội như này là cực kỳ là ngon luôn đấy các bác này. Đấy. Che kín như này thì vừa là chống nắng này, nắng nóng rồi mưa rồi bụi bẩn là che được hết, chỉ lộ mặt ra như này thôi, lộ mắt ra như này thôi. Đó, thì một con mũ như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Mũ chống nắng này, đấy. Các bác lên cho em là mũ chống nắng nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Đó, 70.000 cho một con mũ chống nắng như này. Đây. Thì đây nó sẽ có cho các bác là màu xanh này, màu xanh quân đội này, màu xanh quân đội này, màu xanh than này, màu đen và màu be. Đấy, màu xám, rồi lắm màu thế mà. Bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Còn bác nào mà chọn màu thì nhớ nhắc, còn bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, tại vì nó quá nhiều màu này, 1 2 3 4 5, nó có 5 màu: màu xanh than này, màu xám này, màu đen này, màu xanh quân đội và màu be. Đấy, nó có 4 5 màu tất cả các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ thuốc trị Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào, giá thì sẽ là 25.000 cho một lọ Long Biên Hắc Lào như này. Đấy. Cái này thì bôi vào rất là dễ chịu luôn. Bác nào chuyên bị Long Biên Hắc Lào rồi các cái bệnh nấm ngứa tay chân thì bôi cái này cho em. Đó, đặc biệt là Long Biên Hắc Lào, bôi thì rất là tốt luôn. 25.000 cho một típ như này các bác này, 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia ống hút hút dung dịch nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một cái bộ hút dung dịch như này. 30.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một dây dài khoảng 80 cm, một cái đai như này và một cái đầu ống hút như này nhá. Đấy, thì các bác cứ cho vào là mình bóp là hút thôi, rất là tiện. Hút rượu, bia rồi nước ngọt rồi nói chung là đa di năng các loại đều hút được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hút dung dịch như này các bác nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp mà miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu. Thì con này chuyên dùng để các bác dán vào các cái phần như là cổ này, vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, đặc biệt là dán vào cổ thì rất là tốt luôn. Bác nào hay bị đau lưng, mỏi gối, mỏi cổ thì dùng cái này cho em. Một hộp này của nó là 12 miếng nhá, 12 miếng. Giá thì sẽ là 25k nhá, 25k cho một hộp miếng dán ngải cứu như này. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một hộp miếng dán ngải cứu như này, rất tiện ích cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ này. Đấy. Đấy, nó sẽ là một cái bịch giấy ướt như này. Thì dùng nó rất là tiện. Ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho bác luôn. Đấy, sẵn xà bông như này rồi. Sẵn xà bông và các chất tẩy rửa, các bác chỉ cần đưa ra mình tẩy rửa lau chùi đi cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là
Cái giấy ướt lau bếp này bao nhiêu đây? Qua lên cho em là giấy ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, giấy ướt này. Giấy ướt này. Lau dầu mỡ nhá. Lau dầu mỡ. Lau dầu mỡ. Giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này nhá. 25.000 trên bịch như này. Một bịch này của nó sẽ là 80 chiếc này. Đây, 80 cái này. Thì rất là nhiều để cho các bác sử dụng dần luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là lót giày quế nhá. Các bác lên cho em là giun lót giày quế này. Đấy. Cái này thì bên shop bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 10k cho một cái lót giày quế như này thôi. Bác nào chuyên bị hôi chân này, đấy, hôi chân rồi chân bị dạng như là bị hôi kinh niên này, hoặc là các cái hiện tượng như là da mồ hôi chân này, thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là chống hôi chân, chống bị vi khuẩn xâm nhập rồi, rất là tốt luôn. Nó có sẵn các cái phần quế ở đây nhá, sẵn các cái phần quế họ trần và họ tẩm sẵn vào đây rồi. Đấy, mùi thì rất là thơm, mùi thơm mùi quế dễ chịu, và giá sẽ là 10k nhá. Lên mã giúp cho em đó là lót giày nhá, lót giày này. Đấy, lót giày giá sẽ là 10k cho một cái lót giày như này, 10.000 trong cái lót giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con tô vít bao gồm cho các bác là 8 đầu như này. Đấy, 8 đầu nhá. Có cho các bác là đầu 4 đầu múi, 4 đầu múi như này, và 4 đầu dẹt luôn, 4 đầu múi, 4 đầu dẹt. Tha hồ thoải mái cho các bác lựa chọn. Giá thì chỉ có 80k thôi. 80.000 trong con tô vít như này, dùng nó rất là tiện, các bác không cần phải lấy nhiều ra nữa. Đấy, có cả con to, có cả con nhỏ nhá. Đây. Đấy, đầu to đầu nhỏ có cả cho các bác luôn. Cứ thế là dùng thôi, rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít vạn năng, giá thì sẽ là 80k cho một em tô vít vạn năng như này nhá. 80k. Đó, 80k cho em tô vít vạn năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ đây. Đấy. Một cái lư, một cái lư bằng đồng như này các bác này, một lư bằng đồng như này các bác này. Đấy, đây, đây nó sẽ là một cái lư bằng đồng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái lư đồng như này. Con này thì chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là đây. Đấy, một cái lư bằng đồng như này về để các bác xông hương này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn nhá. Nắp của nó đây. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm lót như này. Đấy, các bác lót vào đây cho em này. Đấy, lót vào đây. Đặt nhang vào đây mình xông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Chất liệu của nó thì bằng đồng nhá. Đấy, các bác về các bác cho nhang trầm này, rồi cho các cái loại nhang của mình vào đây. Đấy, để mình đốt thì nó rất là tiện và mình xông hương rất là thơm luôn. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 7-8 cm và chiều cao thì vào khoảng là 5 cm nhá. Đấy, chất liệu bằng đồng tự nhiên, và nó có kèm cho các bác một cái đầu hình như một cái đầu nắp như này các bác này. Đấy. Đây, cái này thì em không biết để làm gì, nhưng mà nó có tặng kèm một cái này. Tặng kèm một cái này. Đấy. Thì cái này thì chắc là cái này để các bác để cái nhang vào đây. Đây, để vào trong này, sau đó các bác để cái nhang vào đây. Đấy, nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp chị thì bên shop về cho các bác cái móc gỗ treo quần áo nhá. Đấy, móc gỗ treo quần áo như này. Qua lên xem là móc gỗ nhá. Giá sẽ là 40k. Thì đây nó sẽ là một con móc, và nó có cho các bác là 8 cái đầu như này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cái đầu như này, và các bác có kèm một cái quai như này, các bác xoáy vào đây cho em, xoáy vào cái này cho em. Sau đó thì mình treo lên tường này, hoặc treo vào tủ quần áo này, mình để mình treo ví dụ như là các cái quần áo nhỏ này, hoặc là treo phơi đồ rất là tiện. Đấy, thì combo cho các bác là một bộ như này. Lên mã giúp cho em là móc gỗ nhá, móc gỗ. Giá thì sẽ là 40k nhá. Móc gỗ này, đó. Móc gỗ, giá sẽ là 40k cho một cái bộ móc gỗ như này nhá. 40.000 cho một cái bộ móc gỗ như này, rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá, thắt lưng cá sấu hộp. Giá sẽ là 150.000 cho cái bộ thắt lưng cá sấu hộp như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một bộ thắt lưng và hai cái mặt nhá. Một dây thắt lưng hai mặt, một dây thắt lưng có hai mặt cho các bác luôn, đẹp chưa? Đấy, 150.000 bộ này thôi các bác này. Một dây thắt lưng hai mặt siêu đẹp luôn, một mặt là cá sấu nằm giữa. Đấy, và một mặt là cá sấu nằm lệch hai bên như này, lệch bên như này. Đấy, mặt của nó thì mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đó, rất đẹp các bạn. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có 150.000 cho một cái bộ thắt lưng như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác hai mặt, các bác có thể dùng để mình thay tháo này. Lẫy của nó cực kỳ là ngon luôn, và chất da thì siêu mềm luôn. Chất da của nó rất là mềm các bác nhá. Đấy, dùng thì rất là thích. Combo cho các bác luôn, một thắt lưng và hai mặt như này, một thắt lưng và hai mặt như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá, cá sấu hộp. Đấy,
Còn ngoài ra thì bên shop có bán cái loại thắt lưng rời, một thắt lưng một mặt thì giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Một thắt lưng một mặt là 80.000. Còn cái loại hộp này sẽ là 150.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cầm cho cái con dao giá này này. Combo nhá. Combo cho các bác sẽ là ba con dao nhá. Thì con dao chặt này thì sẽ là 180.000 các bác này. Đấy. 180.000 cho cái mã dao chặt thế này. Đấy. Con chặt này là 180.000 này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Con chặt này sẽ là 180.000, nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng nhá. Đấy thì các bác lên cho em là chặt gỗ này, đó. Chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 con dao chặt gỗ như này. Đấy, tiếp theo thì con này sẽ là con thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ sẽ là 80.000. Thái gỗ 80.000 cho một em thái gỗ này nhá, 80.000. Đấy, con này thì nó sẽ là dao chuyên để thái các bạn, chuyên để thái. Chiều dài khoảng 30 cm và dao rất là bén luôn. Lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, hàng liền thân như này, ốp gỗ cực đẹp luôn. Đó, thái gỗ 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con dao đó là dao gọt gỗ nhá, cũng như vậy luôn. Đó, hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Con gọt gỗ này thì sẽ là 40.000 nhá, 40.000. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có cho các bác là 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, tính ra là hai con này đã là 260 rồi bao ship mà còn được tặng kèm không một con 40.000 như này. Đấy, tiền ship mất 30.000 rồi. Đấy, tính như vậy là còn có 230 thôi. Đấy, trừ đi 30.000 ship là còn có 230.000 cho một cái bộ dao như này các bác này. Đấy, giá rất rẻ luôn cho các bác luôn. Ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ gắp bát đũa nhá, bộ gắp bát đĩa. Đấy, vừa gắp bát vừa gắp đĩa được luôn. Giá sẽ là 50.000 cho một cái bộ gắp bát đĩa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. 50.000. Đây các bác này. Thật sự, tôi không có ý định gây chuyện, nhưng mỗi khi nhìn mẹ chồng mang đĩa như vậy, tôi lại mất hết sự ngon miệng. Lấy đĩa trực tiếp không chỉ dễ bị bỏng tay, mà quan trọng hơn là không hợp vệ sinh. Sát dụng cụ gắp đồ nóng này thật sự rất tiện lợi. Bên trong nó là chất liệu silicon không trơn trượt. Đối với đĩa nóng, chỉ cần dùng kẹp đĩa này, kẹp chắc chắn và không gây bỏng tay. Bạn có thể dùng nó cho mọi loại đĩa trong nhà. Hãy nhanh chóng nhấn vào link sản phẩm phía dưới và đặt hàng ngay. Với số tiền bỏ ra không quá đắt, bạn đã có ngay 3 món đồ này. Thật tuyệt phải không? Đấy, rất ok nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời này. Đấy, nó sẽ đựng trong một cái hộp rất đẹp luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đó. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là khi bác nhận hàng, hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này nhá. Đấy, trong hộp này có kèm cho các bác một khăn lau luôn. Đó, đấy là thứ nhất này. Thứ hai sẽ kèm cho các bác là một cái khay bằng gỗ, một cái khay bằng tre và một cái khay đựng nước như này luôn, một cái khay đen đựng nước là vào cái mặt tre bên trên này. Một cái gắp như này và một cái hũ đựng chè này. Hũ này đựng được khoảng 5 ấm chè đối với cái chuyên này nhá. Đấy. Chuyên này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên mini trong lòng bàn tay này các bác này. Các bác trông cái lòng bàn tay em úp vào này. Đấy, không có bác nhận được hàng các bác lại bảo là chê bé này. Đấy, trong lòng bàn tay này nhá. Đất nung của Nhật nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè. Đấy, 6 chén một chuyên, một hũ đựng chè nhá. Đấy đây, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này, ấm mặt trời đó, ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000 cho một cái bộ ấm mặt trời như này, giá siêu hợp lý luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ chuyên chén như này, giá 140.000 các bạn. Đấy, 6 chén một chuyên, một khay, một giá đỡ, một hũ đựng chè, một cái gắp vệ sinh như này và một cái khăn lau, rất nhiều món luôn, rất nhiều món. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Đó, 140.000 giá siêu tốt cho bác luôn rồi. Ok.